một khi ngươi đã thật tình quy thuận ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt nhiều hơn. Đây là hai bình đan dược, ngươi hãy cầm đi, một bình chuyên trị liệu các loại ngoại thương, chỉ cần còn thở là sẽ không chết. Bình đan dược còn lại, chính là linh đan giải độc như loại lúc trước đưa cho ngươi, có thể giải hàng nghìn loại độc, cũng lưu cho ngươi dùng để bảo mệnh. Hàn lập lật tay ra, hai cái bình khéo léo tinh xảo xuất hiện nơi bàn tay, sau đó thần sắc như thường ném cho tôn nhị cầu. Tôn nhị cầu đương nhiên cảm kích vô cùng, tự nghĩ rằng mình không có lựa chọn sai. Sau đó, Hàn Lập lại dặn dò Tôn Nhị Cẩu vài câu, rồi tại sự cung kính đưa tiễn của hắn, phiêu phù ly khai khỏi tổng đà của Tứ Bình Bang. Con đường rút lui này vẫn phải tiếp tục lưu lại, ai biết khi nào cần dùng tới. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ, đứng ở bên ngoài ngã tư đường, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Hiện tại sắc trời hoàn toàn tối đen, vừa lúc đến thời điểm phải đi Lý Phủ. Vì thế, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái liền ngự khí bay lên trời, chỉ trong một lát đã bay tới phía trên trời của Lý Phủ. Thừa dịp màn đêm tối đen, Hàn Lập cực kỳ thoải mái hạ xuống từ không trung, sau đó liên tiếp thi triển nhiều loại pháp thuật ẩn núp, người liền biến mất không một tiếng động tại bên trong trạch viện của Lý Phủ. Bởi vì có kinh nghiệm tiềm nhập hình vương phủ trước kia, Hàn Lập phi thường thuần thục dùng định thần phù, chế trụ một gã cao thủ có thân thủ không kém, sau đó dùng khống thần thuật hỏi nơi ở của môn chủ ngũ sắc môn. Kết quả, làm hàn lập mừng rỡ chính là môn chủ ngũ sắc môn này không có tại hậu trạch được cảnh vệ bảo vệ xâm nghiêm, mà ở thiên viện, chỗ ở thứ hai của hắn, giống như phải thương lượng sự tình gì đó. Hỏi rõ ràng vị trí của thiên viện, hàn lập không hề khách khí bắn ra một viên hỏa cầu, đem người kia hóa thành bụi. Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng lời nói của hắn, tốt nhất là không cần mềm lòng lưu lại người đối chứng. Sau đó, hàn lập trốn qua trùng trùng điệp điệp chạm gác cả ngầm lẫn hiện, liền đi tới trước một cái sân không nhỏ. Nhưng làm Hàn Lập ngoài ý muốn chính là, tại trước cảnh cửa đóng chặt của viện, có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích, bốn người này có huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng đều là hảo thủ có võ công cực cao. Hàn Lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên người môn chủ ngũ sắc môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài, vậy môn chủ ngũ sắc môn đúng thật là ở đây rồi. Hàn Lập lạnh lùng nhìn bốn gã thủ vệ, hơi chút tính toán, thân hình đột nhiên chợt lóe, xuất hiện tại trước mặt mấy người này bốn gã áo trắng kinh hãi vừa định hành động nhưng hàn lập thân hình lại nhoáng lên đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh đồng thời nhẹ nhàng hướng bốn người này vung tay một cái nhất thời mấy người này đã vô thanh vô tức ngã xuống đất mà chết trái tim của mỗi người đều cắm một cây băng chùy trong suốt trên thi thể còn được bao bởi một tầng băng xương màu trắng hàn lập mặt không chút thay đổi dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi sau đó hắn nghênh ngang đẩy cửa gỗ đi vào sân trên đường đi tới Hắn đã dùng thần thức điều tra một lần cả lý phủ, trong này ngay cả một tu sĩ đều không có, điều này làm cho Hàn Lập yên lòng, sát khí nổi lên. Xem ra, mệnh của môn chủ ngũ sắc môn này nên kết thúc trên tay của mình. Hàn Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ những người ở trong. Nếu lưu lại người sống, để tu sĩ linh thú sơn tra được mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàn Lập nghĩ vậy, sát khí đầy mặt đi vào trong viện, nhưng sau khi xem rõ ràng tình hình bên trong, người lại ngẩn ra. Trong viện có một thiếu phụ, đang ôm một tiểu nữ hài 2, 3 tuổi, nhẹ nhàng hát ru rỗ dành tiểu nữ hài đi ngủ. Nữ nhân này tuy cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã chiều mến, cho dù Hàn Lập là ngoại nhân vừa mới vào, đều cũng cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ đối với con mình. Một cảnh tượng như vậy, đúng là ngoài dự kiến của Hàn Lập, làm cho sát khí của hắn bất chi bất giác biến mất hơn phân nửa, có cảm giác tiến thối lưỡng nan. Nữ nhân này chính là vị phu nhân của thiếu môn chủ, nhưng là tôn nhị cầu như thế nào lại không nói cho hắn biết bọn họ còn có tiểu hài tử a bởi vì khi tiến đến hàn lập không có che giấu hành tung của mình cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu nhưng vẫn biết có người tiến đến vì thế nàng đình chỉ hát du có chút mất hứng nói không phải nói rồi sao để các người đợi ở bên ngoài không cần tùy tiện đi vào sẽ làm tỉnh giấc anh chữ nhà ta nói xong thiếu phụ liền lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lại hiển nhiên nàng nghĩ hắn là một trong bốn thị vệ bên ngoài khi hàn lập cùng thiếu phụ xem rõ khuôn mặt của nhau đồng thời ngạc nhiên kinh hô một tiếng là ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này sắc mặt thiếu phụ âm tình bất định lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ kinh diễm nhưng có vẻ lo lắng đồng thời còn lộ ra vẻ kinh hoàng tay chân vô thố giống như đang cùng người khác vụng trộm rồi bị bắt ngay tại trận thật sự có điểm buồn cười hàn lập một chút nụ cười cũng không có sắc mặt cực kỳ khó coi sau cả nửa ngày hàn lập mới trầm muộn thở ra lạnh như băng nói ta nên gọi ngươi là Mạc Sư Tỷ hay là cần phải xưng hộ ngươi là Lý Phu Nhân đây? Mạc Ngọc Châu Sư Tỷ, người thiếu phụ này là đại tỷ của ba tỷ muội họ Mạc, là vị tuyệt đại gia nhân năm đó làm cho đám công tử của gia nguyên thành thần hồn điên đảo, đến bữa bỏ cơm. Hiện tại nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dung nhan khuynh thành không có giảm bớt nửa phần, ngược lại lại toát ra một loại mị lực kinh người làm cho nam nhân điên cuồng. Mạc Ngọc Châu nghe được Hàn Lập nói vậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình lay động vài cái, thiếu chút nữa mang cả tiểu hài tử trong lòng đồng loạt ngã xuống đất. Ngọc Châu, ta như thế nào lại nghe được thanh âm của ngoại nhân, đang cùng ai nói chuyện sao? Có người trong nhà tựa hồ đã nhận ra sự khác thường bên ngoài, một thanh âm làm hàn lập có chút quen tai truyền đến. Tiếp theo cửa phòng mở ra, từ trong phòng có một lão già đầu đầy tóc bạc cùng một thanh niên tầm 30 tuổi đi ra. Thanh niên đúng là thanh niên họ lý, ban ngày lúc hàn lập ngồi ở hương gia tử lâu từng có duyên gặp mặt một lần, mà lão già đầu bạc, dầu tóc đều màu trắng, sắc mặt hồng hào, bộ dáng từ mi thiện mục, trông thấy hàn lập, trên mặt lóe ra một tia khác thường. Người này chính là môn chủ ngũ sắc môn, ánh mắt hàn lập lạnh như băng liếc nhìn lão già, không khách khí hỏi Mạc Ngọc Châu một câu. Nhưng là Mạc Ngọc Châu lúc này, còn tâm tư gì để nói lời nào, gắt gao ôm tiểu cô nương trong áo, gắt gao nhìn hàn lập, một bộ chết cũng không hở miệng. Người là ai, làm gì phu nhân của ta? Thanh niên vừa thấy một tên nam thanh niên đứng trong sân, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên sao lại nghe hàn lập trực tiếp gọi tính danh của mạc ngọc châu tức giận tận trời thân hình nhoáng lên đã nghĩ muốn giáo huấn hàn lập một chút nhưng là hắn còn không có di chuyển nửa bước môn chủ ngũ sắc môn bên cạnh liền kéo lại cực kỳ bình tĩnh nói từng ấy tuổi rồi như thế nào còn xúc động như vậy người này có thể không một tiếng động xông qua bọn lý đại liên thủ khẳng định là không đơn giản đừng chúng phép kích tướng của người khác quả nhiên gừng càng già càng cay riêng chỉ xem phần tâm tư cần mật môn chủ ngũ sắc môn lần này, đã biết hắn không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập khẳng định sẽ rất cảnh giới. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, cho dù tâm cơ có sâu bao nhiêu, ở trước lực lượng tuyệt đối, cũng căn bản không làm cho Hàn Lập để ở trong mắt. chương 336, Anh Chữ, các hạ một khi đã có thể đứng ở đây, xem ra tuyệt không phải là hạng người vô danh. Xin hỏi chúng ta đã từng biết nhau chưa? nếu đúng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân, mời vào trong phòng nói chuyện một chút môn chủ ngũ sắc môn bỗng nhiên cười nói ha ha, có vẻ cực kỳ khách khí. Lời này làm cho thanh niên bên người lão ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hàn lập nghe xong lời này, biểu tình không biến đổi, khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhạo. Năm đó, ta từng là môn hạ của mặc cư nhân học nghệ vài năm, vị con dâu này của người coi như là sư tỷ của ta, đương nhiên không tính là ngoại nhân. Chẳng qua trước khi bắt quàng quan hệ, chúng ta có phải là nên tính toán việc mặc phủ bị tiêu diệt? Hàn lập gặp việc Mặc Ngọc Châu gả cho Cầu Gia, sau khi khiếp sợ xong buồn bực cực kỳ đã định ra tay. ngươi là dương nhiệt của Mặc phủ, thanh niên giật mình nói, tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. môn chủ ngũ sắc môn cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng trên mặt lập tức trầm xuống, áo bào trên người bỗng nhiên tự động trương lên, trong khoảnh khắc phóng xuất ra khí thế to lớn. một khi đã là tàn đảng của Mặc phủ, vậy thì cũng đừng chạy nữa, bỏ mạng lại đi môn chủ ngũ sắc môn thần sắc hoàn toàn biến đổi quát lớn tiếp theo hắn liền bước nhanh đến dâu tóc đều dựng lên mà tảng đá dưới chân đã lưu lại hai dấu chân sâu nửa tấc nội lực thâm sâu thật sự là kinh hãi thế tục thanh niên kia thấy vậy đồng dạng vô thanh vô thức đi bên cạnh định phối hợp hành động cùng với cha hắn hàn lập mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hành động của phụ tử ngũ sắc môn không thèm nói hai lời nâng tay phát xích một tiếng vài viên hỏa cầu to bằng nắm tay mang theo một cỗ nhiệt khí, đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, môn chủ ngũ sắc môn đang nhanh chóng áp tới, thân hình liền ngưng trệ. Tu tiên giả hắn khô khốc nói, tràn đầy vẻ khó tin. Thanh niên bên cạnh, cũng ngây dại, hừ, hàn lập căn bản không định tiếp tục rong dài gì nữa, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng vào lúc này, mặc Ngọc Châu vốn đang ôm chặt tiểu nữ hài bên cạnh, đột nhiên mặt lộ ra vẻ quyết liệt, thân hình chợt lóe che tại trước mặt Hàn Lập. Không được, ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ, nếu giết hắn, vậy thì đồng loạt giết luôn mẹ con ta đi. Thân sắc của nàng lộ vẻ sầu thảm, nói, gặp cảnh này, Hàn Lập nhíu nhíu mày, hỏa cầu trên tay xì xì kêu vang một trận, bỗng nhiên to bằng cái bát, càng có vẻ nóng vô cùng, mà mặc Ngọc Châu tuy thần sắc thê thảm, nhưng bộ dáng quyết không lui về phía sau. Vị tiên sư này, người có phải lầm hay không, ngũ sắc môn chúng ta chính là... Thanh niên nhìn thấy mặc Ngọc Châu xả thân che ở phía trước, cực kỳ cảm động, cũng sợ Hàn Lập thật sự đồng loạt giết chết cả đứa nhỏ. Bởi vậy, Cuốn Quyết đem chỗ trống lưng to lớn ở phía sau nói ra. Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Hàn Lập liền lạnh như băng nói: câm miệng, ở đây không có phần cho phụ tử hai người nói chuyện. Ta biết sau lưng các ngươi là Linh Thú Sơn, nhưng đối với ta mà nói thì cũng giống nhau. Nếu còn nghe được hai người các ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, ta lập tức giết toàn phủ các ngươi. Nghe xong lời này sắc mặt thanh niên đỏ bừng muốn phát tác nhưng lại không dám không khỏi nóng vội như lửa đốt hướng phụ thân nhìn lại kết quả nhìn thấy môn chủ ngũ sắc môn thân sắc tuy coi như chấn định nhưng thanh niên con của hắn vẫn liếc mắt nhìn ra trong đó vẻ bất an điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống cho ta một lý do để không giết bọn họ đây chính là giúp mặc phủ các người báo thù hơn nữa tự mình phượng vũ hướng ta yêu cầu hàn lập lạnh nhạt nói với mạc ngọc châu phượng vũ còn sống thật tốt quá ta đến bây giờ còn lo lắng cho muội ấy. Về sau ta mới biết, hình như năm đó muội ấy đã nhảy xuống sông Mặc Ngọc Châu nghe xong Hàn Lập nói, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Không riêng gì Phượng Vũ, thải hoàn cùng tứ sư nương cũng còn sống, nhưng hiện tại ta đối với ngươi rất thất vọng. Cho ngươi một chút thời gian thuyết phục ta, nếu không, ta sẽ lấy đi tính mạng bọn họ." Hàn Lập vung tay lên, vài viên hỏa cầu trôi nổi ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung, sau đó cực kỳ lạnh lùng nói: thấy Hàn Lập bỏ đi tư thế công kích, hai phụ tử môn chủ ngũ sắc môn đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ, bọn họ chỉ sợ Hàn Lập dưới cơn thịnh nộ, căn bản không nghe Mạc Ngọc Châu giải thích a. À. Sự đáng sợ của tu tiên giả, bọn họ so với phàm nhân biết được nhiều hơn, ý niệm đối kháng căn bản không thể bùng lên được. Mạc Ngọc Châu thần sắc cũng giãn ra, sau khi nghĩ nghĩ một chút, liền thấp giọng nói: "Hàn sư đệ, người vẫn tôn trọng gia phụ, không quản ngàn dặm xa xôi đến báo thù cho mặc phủ. Ta trước hết đa tạ ngươi, chẳng qua, ta muốn hỏi sư đệ, người tìm tướng công ta báo thù vì lý do gì. Bọn họ không có động thủ thương tổn người nào của mặc phủ, chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi, cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ được, mà là bên trên có người khác sai khiến. Sư đệ cũng là tu tiên giả, so với ta nên rõ ràng hơn. Nghe Mạc Ngọc Châu nói thế, hàn lập nao nao, trở nên trầm ngâm. Mạc Ngọc Châu nói mấy lời này, Hàn Lập như thế nào lại không biết đây? Thực nếu muốn tìm kẻ chủ mưu hại mặc phủ nhà tan cửa nát, đương nhiên phải tìm tu sĩ Linh Thú Sơn. Nhưng dạng địch nhân như vậy, không phải là dạng Hàn Lập hiện tại có thể trêu chọc được. Càng đừng cho rằng, quan hệ của Hàn Lập với mặc phủ, tốt đến mức hắn có thể đưa đến một đại địch như vậy. Nói đến cuối cùng, hắn chỉ là do tình cảm ngày xưa, mới thay mặc phượng vũ trúc giận trên người vị môn chủ ngũ sắc môn này. Vốn làm như vậy, cũng không sao cả dù sao mặc kệ phụ tử môn chủ ngũ sắc môn có phải là vô tội hay không, ai bảo họ tham dự vào việc diệt môn của mặc phủ làm chi. Nhưng hiện tại mặc Ngọc Châu xuất hiện, còn là một phần tử của cái gọi là cừu gia, đây chính là điều Hàn Lập không kịp dự liệu. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, tạo hóa trêu người A. Tuy nhiên, một khi người của mặc phủ có ý kiến tương phản, Hàn Lập tự nhiên sẽ không làm loại việc xuất lực mà không được lòng, vì thế tính toán một chút, thần sắc dần dần dịu đi, chậm rãi mở miệng nói sư tỷ nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phụ tử hai người này đều cũng là đồng lõa, giết bọn họ cũng không hề oan uổng. Càng huống chi, bọn họ vừa nghe nói ta là người của mặc phủ, bộ dáng liền muốn chạm tận sát tuyệt, rất khó tin tưởng rằng bọn họ không có chút quan hệ nào cùng với việc diệt môn của mặc phủ. Hàn lập nói tới đây, trên mặt lại phủ một tầng băng xương, làm cho ngũ sắc môn chủ cùng thanh niên thần sắc đại biến, lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Chẳng qua, hiện tại một đã liên lụy đến sư tỷ mà tỷ muội các người ý kiến không đồng nhất, ta cũng không muốn làm ác nhân. Vậy thì để cho tỷ muội các người tự mình giải quyết đi. Hy vọng đến lúc đó, người có thể thuyết phục Phượng Vũ. Nói xong, môi hàn lập khẽ nhếch, đem địa chỉ của Mạc Phượng Vũ cùng Mạc Thải hoàn truyền âm cho nàng. Môn chủ ngũ sắc môn cùng thanh niên nghe vậy, đã biết vị tu sĩ trước mặt này buông tha ý tưởng giết bọn họ. Không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi môn chủ ngũ sắc môn trên mặt cười cười muốn tiến lên vài bước cùng hàn lập thân cận một chút nhưng là ánh mắt lạnh như băng của hàn lập quét tới làm trên người lão phát lạnh không dám bước thêm một bước ta không biết ngươi dùng thủ đoạn nào làm cho sư tỷ của ta gả cho đứa con của ngươi cũng không định truy cứu chuyện ván đã đóng thuyền này nhưng sau này tốt nhất nên đối với sư tỷ ta tốt một chút nếu không hàn lập còn chưa nói hết nhưng ý uy hiếp trong đó mọi người ở đây đều nghe ra hàn sư đệ ngươi hiểu lầm rồi ta có thể, Mạc Ngọc Châu vội và muốn phân biện cho hai người này một chút, nhưng nàng còn chưa nói hết lời, lão giả đã sớm mở miệng ngắt lời nói. Tiên sư đại nhân cứ yên tâm, ta nhất định bảo khuyển tử đối đãi tốt với Ngọc Châu, tuyệt không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất ngũ sắc môn chủ này cũng thật thông minh, biết hàn lập căn bản không cần nghe lời giải thích, chỉ là muốn một lời hứa mà thôi. Bởi vậy cũng phi thường thành khẩn cam đoan, hàn lập gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, mà mặc Ngọc Châu nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, sau khi do dự một chút bỗng nhiên đem tiểu nữ hải vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng đưa ra hàn sư đệ ta biết người hiện tại là người của giới thần tiên đây là tiểu nữ anh chữ người ôm một cái đi coi như là kết thiện duyên nhiễm một chút tiên khí của sư đệ mặc ngọc châu nhỏ giọng nói nghe được giai nhân trước mặt yêu cầu như vậy hàn lập có chút ngẩn ra tiếp theo lạnh nhạt cười không nói hai lời đi đến cúi đầu nhìn khuôn mặt thật trong sáng thơ ngây ngũ quan thanh tú làn da trắng hồng tuy còn rất nhỏ nhưng Hàn Lập đã lờ mờ thấy được một vị mặc ngọc châu trong tương lai. Tiểu cô nương này, không biết có phải là ban ngày đùa giỡn mệt mỏi mà bây giờ vẫn ngủ say không tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cười ngọt ngào. Hàn Lập cố nén xúc động muốn véo một chút lên khuôn mặt thơ ngây kia, sau khi than nhẹ một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một mảnh ngọc bội màu trắng, nhẹ nhàng nhét vào lòng của nữ hài. Sau đó liền đem nữ hài và cả ngọc bội trả lại cho mặc ngọc châu. Thông linh ngọc này, tuy không là vật hy hãn gì, nhưng có thể đông ấm hạ mát, bách trùng bất xâm, để lại làm kỷ niệm cho tiểu hài đi. Trải qua vài lần đại chiến, chiến lợi phẩm Hàn Lập cướp được chẳng những có các loại pháp khí, còn có một ít chân bảo thế gian khó tìm, cái thông linh ngọc này là một thứ trong đó. Chương 337, ám thủ, khúc hồn. Sự tình phát sinh đêm nay, ta không hy vọng người của Linh thú sơn biết, cẩn thận miệng của các ngươi đó. Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu hướng Ngũ Sắc môn chủ băng lãnh nói. Lão giả trong lòng dùng mình tiếp theo vẻ mặt tràn đầy sự khiêm nhường liên thanh nói không dám hàn lập không nói câu nào chăm chú nhìn ngũ sắc môn chủ trong chốc lát nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lạnh rớt xuống mới giãn mặt ra cười sau đó thân hình nhoáng lên liền biến mất vô ảnh vô tung lão giả chính là đang kinh hãi bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai hắn nhất thời thân hình nhảy dựng lên từ từ quay đầu về phía sau quả nhiên hàn lập đang đứng ở phía sau hắn thân sắc nhàn nhạt tiên sư còn có điều gì cần phân phó sao tiểu lão nhân nhất định sẽ đi làm ngũ sắc môn chủ thấp thỏm bất an miến cưỡng cười nói không có việc gì chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái mà thôi hàn lập thần sắc như thường nói chào hỏi lão giả ngẩn người không hiểu được dụng ý của hàn lập nhưng trong lòng lập tức nhớ tới cái gì đó sắc mặt đại biến vội vàng vận khí kiểm tra thân thể kết quả không thấy gì dị thường lúc này mới yên lòng mà hàn lập lúc này không hề nói thêm câu gì thả ra thần phong chu tiếp theo người chợt lóe lên, đứng ở trên pháp khí. Sau khi nhìn thật sâu lão giả và thanh niên một lần, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bay lên trời mà đi. Để lại phụ tử lão già khó hiểu đứng đó cùng mặc ngọc châu thần sắc phức tạp. Hàn Lập đứng đón gió trên pháp khí, khóe miệng lơ đãng nhếch lên một tia cười nhạo. Vừa rồi môn chủ ngũ sắc môn kia tuy đầy miệng đáp ứng không dám để cho người của linh thú sơn biết sự tình của mình, nhưng hàn lập lại nhìn ra trong thần sắc của hắn một tia dị sắc lời nói tâm địa bất đồng một khi đã như vậy hàn lập tự nhiên sẽ không lưu lại một kẻ tâm cơ thâm trầm như vậy từ một nơi bí mật ghi hận mình cho dù đối phương là một kẻ phàm nhân cũng không được vì thế hắn vừa rồi chạy đến sau lưng kẻ kia trộm vỗ một phát trong đó động một chút tay chân đem một con toàn tâm trùng âm thầm ký sinh vào thân thể hắn loại trùng này phi thường kỳ lạ thân thể bé như sợi lông dùng mắt thường thì cơ hồ không thể nhìn rõ được sự tồn tại của nó, phải nhờ vào thần thức mới có thể cảm ứng được, nhưng chỉ cần theo ra thịt tiến vào cơ thể con người, thứ này sẽ bám theo đường huyết mạch di chuyển dần về phía trái tim. Một, hai năm sau, người bị trúng trùng này liền dần dần cảm thấy đau tim, cùng với chứng mất ngủ ban đêm. Sau đó chứng trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần thêm vài tháng, người sẽ giống như là bị chứng đau tim phát tác mà chết, một chút điểm khác nhau cũng không có tu sĩ cao cấp dù tra xét cũng không rõ tình hình căn bản không nhìn ra dị trạng gì thời gian qua lâu như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không cho là người chết có quan hệ với một trường đêm nay của hàn lập hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ loại trùng tử ngấm ngầm quỷ dị này do hàn lập lấy được ở một gã đệ tử ma đạo sau khi đã đánh chết ban đầu cũng không biết là vật gì nhưng sau lại tìm người xem xét một chút mới biết được lai lịch của nó và cách dùng hiện tại vừa lúc cần sử dụng trên người môn chủ ngũ sắc môn cứ như vậy thì không cần làm ác nhân trước mặt Mạc Ngọc Châu, cũng coi như hoàn thành hứa hẹn với Mạc Phượng Vũ. Hàn Lập thầm nghĩ, trong lòng có điểm đắc ý, mà trước khi việc ấy xảy ra, cho dù đối phương có thực sự đem sự tình đêm này nói cho người của Linh Thú Sơn, Hàn Lập cũng không quan tâm. Dù sao đêm nay hắn cũng không có thương tổn phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh Thú Sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của ngũ sắc môn chủ, xem ra là người cũng không tệ lắm, hy vọng mặc Ngọc Châu cùng hắn về sau sống chung tốt đẹp. Hàn Lập nghĩ như vậy, chân đạp thần phong chu, nhắm thẳng phía tây ra nguyên thành bay tới. Hắn còn phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của khúc hồn. Tuy không biết đến cùng khúc hồn xảy ra sự tình gì, nhưng tuyệt không thể coi như không có, không quan tâm đến. Phía ngoài ra nguyên thành hơn trăm dặm là một mảng lớn núi cao rừng rậm. Nghe nói trong núi còn có một số độc xà, mãnh thú. Cho nên nơi đây rất ít có người ra vào điều này đại khái cũng là lý do sau khi dị biến khúc hồn chạy tới đây hàn lập đứng trên không trung bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịt phía dưới không nói lời nào sau cả nửa ngày hắn hướng túi chữ vật sờ một cái dẫn hồn chung liền xuất hiện trong tay hàn lập đem nó đặt trên tay sau đó chậm rãi rót linh lực vào chỉ trong chốc lát dẫn hồn chung phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt phiêu phù tại không trung đi tay còn lại của hàn lập bắt nhanh một đạo pháp quyết chỉ vào dẫn hồn chung trong miệng nhẹ nhàng nói dẫn hồn chung run rẩy một chút, liền kêu lên một tiếng, bay nhanh về một hướng. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra dạ ý cười nhàn nhạt, nhạt, đứng trên thần phong chu theo sát phía sau. Bằng việc lúc luyện chế chung này cho thêm lẫn một ít tinh huyết của khúc hồn, hắn có thể rất dễ dàng dựa vào nó để tìm được nơi ẩn thân của khúc hồn. Chung này không thể cách khúc hồn quá xa, nếu là cách xa tầm ngàn dặm, vậy thì chỉ có thể chừng mắt, vô kế khả thi rồi. Nhưng bây giờ xem phản ứng của chung, vậy khúc hồn còn đang ẩn nấp tại phụ cận, Hàn Lập tự nhiên vui mừng rồi. Tiểu Trung phi hành được tầm 2, 30 giảm, bỗng nhiên tà tà bay xuống. Hàn Lập thấy vậy, biết được đã tìm được mục tiêu, tăng thêm tốc độ, đem Tiểu Trung thu vào trong tay, sau đó bỗng nhiên một tầng thanh quang xuất hiện, đem bạch quang của Tiểu Trung hoàn toàn bao phủ bên trong. Hàn Lập từ trong lời của Tôn Nhị Cầu đã biết, sau khi dị biến khúc hồn có thể cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn Trung, tự nhiên phải đem khí tức của nó che giấu, để phòng đối phương sợ quá chạy mất vô thành vô thức đáp xuống đỉnh núi nhỏ hai mắt hàn lập bắt đầu hướng bốn phía nhìn quanh tuy sắc trời rất tối nhưng hàn lập thân là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài thứ bởi vậy hắn chạy thẳng đến địa điểm mà tiểu trung vốn định rơi xuống đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn nằm ngổn ngang hàn lập đi không một tiếng động giống như quỷ mị di chuyển bởi vậy khi hắn thấy được khúc hồn khúc hồn vẫn chẳng biết chút gì vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn khoanh chân lại một bộ giống như nhắm mắt luyện khí Nấp sau một tảng đá lớn, Hàn Lập trộm quan sát khúc hồn, cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người khúc hồn, rõ ràng là phải là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5, thứ 6. Hàn Lập nhớ rất rõ ràng, lúc trước trương thiết căn bản không thể tu luyện trường Xuân Công, vậy phải không có linh căn mới đúng. Từ từ, không thể tu luyện trường Xuân Công, cái này không đại biểu cho việc trương thiết không có linh căn A. Chỉ là nói lên rằng hắn không có linh căn một thuộc tính mà thôi chẳng lẽ khúc hồn thế nhưng lại có các thuộc tính linh căn còn lại. Hàn Lập có chút giật mình hiểu ra, hồi tưởng lại. Nói như vậy, trên đời còn có sự tình trùng hợp như vậy. Trong một vạn phàm nhân không có hai người có linh căn, thế nhưng mặc đại phu thu được tận hai người làm môn hạ. Hàn Lập có chút khó tin tưởng, nhưng nghĩ lại, nói như thế, thật sự là đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng, mình cùng trương thiết thế nhưng lại có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình khiếm khuyết mộc thuộc tính, chỉ sợ kết cục của mình. Hàn Lập ngẫm nghĩ, trong lòng còn vài tia sợ hãi. Nhưng khúc hồn, Hàn Lập tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nhưng vẫn không có ý hiện thân ra, chỉ lạnh lùng không nói nhìn khúc hồn tu luyện. Khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn, khúc hồn mở hai mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân. Xem ánh mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí. Nhưng Hàn Lập thấy cảnh này, không hề có vẻ cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trên nét mặt lờ mở lộ ra chút sát khí hôm nay tiến độ cũng được xem ra chỉ cần 4 tháng nữa liền không cần e ngại tên phàm nhân cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này khúc hồn tựa hồ thật cao hứng cuối cùng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm đang lúc khúc hồn mặt lộ vẻ vui mừng một thanh âm lạnh như băng từ phía bên truyền đến xem ra các hạ đối với thân thể này thật vừa lòng a à. ai khúc hồn sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra thần tình đề phòng lúc này Hàn lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện, vẻ mặt hàn ý. Ngươi là ai? Gì? Ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ. Khúc hồn vừa thấy Hàn lập, ban đầu hô hỏi một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn lập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này, vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao chiếm cứ thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta, ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản. Ngươi không nói một tiếng, liền xâm chiếm nhiều năm như vậy có phải là nên cho ta giải thích một chút hàn lập bất động thanh sắc hỏi thân thể này là thuộc về ngươi khúc hồn lộ ra vẻ bán tín bán nghi con mắt đồng thời chuyển động không ngừng hiển nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó hàn lập thấy cảnh này cười lạnh một tiếng đột nhiên giơ tay lộ ra dẫn hồn chung vẫn đang bị thanh quang bao vây ngươi muốn làm gì khúc hồn vừa thấy hàn lập hành động như vậy liền giống như thỏ bị dọa lập tức nhảy vài trượng về phía sau thần tình cảnh giác Trước kia tuy hắn cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung, nhưng không biết hình thể của nó, cũng không biết đây là pháp khí chuyên môn khắc chế thân thể này, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Hàn Lập muốn động thủ mà thôi. chương 338, Bức Cung, Hàn Lập không thèm để ý vẻ kinh sợ của người này, vươn tay, đương một tiếng, khẽ bắn lên chiếc chuông nhỏ hóa giải thanh quang bao quanh dẫn hồn chung. Bùm một tiếng, khúc hồn đang muốn nhân cơ hội đào tẩu bỗng ngã quỵ xuống đất. Bản mệnh pháp khí, Ngươi cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này." Khúc hồn vẻ mặt sợ hãi kêu lên, "Ngươi biết được là tốt, không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai ra lai lịch của ngươi. Ta quả thật tò mò, người như thế nào xâm chiếm thân thể này, tu tiên giả chẳng phải không thể đoạt xá phạm nhân sao chứ?" Hàn Lập Thần sắc bình tĩnh nói, thanh âm cực kỳ bình thản, phảng phất như đang cùng bạn tốt nói chuyện phiếm. Nhưng Khúc hồn nghe xong, lại không kìm hãm được dùng mình một cái, "Phải biết rằng tu sĩ đoạt xá tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đó ghét. Tuy không đến mức đối với người đoạt xá chém tận sát tuyệt, nhưng cũng sẽ tuyệt không cấp cho điểm tôn trọng nào. Mà loại biểu hiện phản thường này của Hàn Lập, trong lòng hắn càng bất ổn, không khỏi điên cuồng nghĩ kế sách thoát thân. Đạo hữu thứ tội, tại hạ trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là lúc cùng cừu ra tranh đấu hủy mất thân thể, mới bất đắc dĩ chiếm thân thể này. Vị này không có trả lời vấn đề của Hàn Lập, ngược lại sau khi đứng dậy, miễn cưỡng cười giải thích. Đúng thế sao, hàn lập không lạnh không nóng nói một câu kỳ thật nghe được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ hàn lập trong lòng hơi giật mình một chút nhưng khúc hồn này không nhìn ra suy nghĩ của hàn lập thấy bộ dáng thờ ơ của hắn trong lòng không khỏi có chút sợ hãi vội vàng nói tiếp mặc dù tu vi tại hạ hạ xuống luyện khí kỳ nhưng vẫn có chút linh thạch cùng pháp khí chỉ cần đạo hiếu không truy cứu việc này tại hạ nguyện ý tặng cho đạo hiếu lúc nói những lời này vị này có chút thấp giọng hạ khí hiển nhiên thực sự hiểu được đạo lý ở dưới mái hiên của người không thể không cúi đầu. Nhưng Hàn Lập không để ý đến sự dẫn dụ của đối phương, ngược lại trầm tư một chút, đột nhiên hỏi. Ngươi là tu sĩ của thất phái. Hàn Lập giống như tùy ý hỏi một câu. Theo hắn biết, tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thuộc thất phái có rất ít, đương nhiên một ít đại gia tộc tu tiên cũng có không ít, giống như Yến ra vậy. Thất phái, Nga, đúng vậy, ta là tu sĩ của Linh Thú Sơn. Các hạ cũng là tu sĩ của thất phái. Khúc Hồn nói mà sắc mặt vẫn như thường nhưng Hàn Lập lại từ trong mắt hắn thấy được một tia kinh hoàng, điều này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nguyên Lai đạo hữu thuộc Linh Thú Sơn, không biết cô nương Hạm Vân Chi của Quý Sơn có khỏe hay không vậy? Hàn Lập nhẹ nhàng cười, chậm rãi hỏi, "Hạm Vân Chi, thật có lỗi, tại hạ bởi vì hàng năm đều bế quan tu luyện, mà không quen biết một ít đệ tử trẻ tuổi, thật sự không có ấn tượng gì." Khúc Hồn nghe xong Hàn Lập hỏi cái này, trước tiên dùng mình, sau đó liền cười vài tiếng lời nói có điểm không thật thà không biết vậy đạo hữu nhận thức người nào có thể vì tiện nói mấy đệ tử cho tại hạ nghe chút tại hạ quen rất nhiều đạo hữu linh thú sơn nói không chừng còn có người tại hạ biết hàn lập bất động thanh sắc tiếp tục truy hỏi nói cái này khúc hồn trên mặt có chút kinh hoàng hơn nữa con mắt đảo loạn bộ dáng thật sự cực kỳ không thành thật nhìn bộ dạng ấp úng của người này hàn lấp trên mặt lạnh lùng thầm sắc trở nên âm trầm đạo hữu thực sự làm tại hạ thất vọng xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hàn lập không khách khí nói tiếp theo thân hình nhoáng lên tiến về phía trước sau đó lại chợt lóe trở lại chỗ cũ khúc hồn vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ nhưng ở trên ngực lại dính thêm định thần phù cả người ngay cả chút phản ứng cũng không có cơ hội điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến vội vàng la lớn đạo hữu đây là ý gì có việc gì thì có thể thương lượng định thần phù lúc đối phó với phạm nhân tự nhiên là có thể làm cho thân thể phàm nhân hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói ra, nhưng đối phó với tu sĩ có pháp lực nhất định thì hiệu quả kém một chút, tuy nhiên đồng dạng cũng làm cho tu sĩ tu vi thấp không thể nhúc nhích, nhưng nói chuyện cùng các loại biểu tình biến hóa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hàn Lập lúc này căn bản không để ý tới vị này la hét cái gì, mà từ chữ vật đại lấy ra một cái bát đen xì như mực. Vật ấy vừa xuất hiện, một cỗ khí tức âm trầm tràn ngập xung quanh, làm cho không khí ở phụ cận chợt hạ xuống vài độ, tiếp theo là một trận thanh âm quỷ khóc sói chu từ trong bát vang lên, còn có chút hắc vụ quỷ dị vờn quanh, càng làm cho pháp khí này có vẻ quỷ khí âm u. Chính là pháp khí Hàn Lập vừa có được không lâu tụ hồn bát. Hàn Lập tay nâng pháp khí, âm trầm liếc mắt đối phương, sau đó mặt không chút thay đổi tiến đến trước mặt khúc hồn. Vị này nhìn thấy dị tượng của bát, trước tiên trên mặt có chút thay đổi. Nhưng sau lại lập lức nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt bỗng trở nên khẩn trương, có chút mất tự nhiên nói. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn dùng luyện hồn thuật? Khi nói ra ba chữ này, trong mắt hắn hiện ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Luyện hồn thuật là một loại pháp thuật tiếng xấu rất lớn, tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đấy sợ, người nào gặp người đấy trốn, thậm chí ngay cả một ít tu sĩ đều dùng thuật này để làm lời thề. Bình thường một môn phái hay một đại gia tộc đều có người chuyên môn tu tập thuật này, đây chính là hình thức xử phạt cùng chấn nhiếp lợi hại nhất để đối phó với những kẻ phản bội môn phái gia tộc cách làm tàn khốc nổi tiếng trong tu tiên giới. Nghe nói người tu tập thuật này có thể đem hồn phách của người ta rút ra, dùng pháp thuật chuyên môn để tra tấn. Nghe nói loại pháp thuật này trực tiếp làm cho linh hồn thống khổ, cho dù người ý chí kiên cường như thế nào cũng tuyệt đối cũng không chịu được nửa khắc. Hơn nữa tu sĩ nguyên thần càng cường đại, thống khổ phải chịu càng mãnh liệt, thật sự làm cho tu sĩ ngay cả nói đến thôi cũng phải biến sắc. Lời đồn có quan hệ đến luyện hồn thuật đều có khắp nơi trong tu tiên giới trong đó truyền lưu rộng nhất chính là tu sĩ tu luyện luyện hồn thuật nhất định sẽ tu luyện một cái gọi là hồn khí tương liên rất mật thiết với nguyên thần của mình chỉ có như vậy mới có thể bằng vào pháp khí thi triển luyện hồn thuật làm cho hồn phách người chúng thuật sống không bằng chết hình dạng hồn khí này người ngoài không có mấy người nhìn thấy qua nhưng tự nhiên bị phần lớn tu sĩ đồn rằng thành âm khí xâm xâm quỷ khí tràn ngập vừa lúc tụ hồn bát có hơn trăm tu sĩ hồn phách này lại cực kỳ giống bởi vì dị tượng mà cái bát này gây ra cùng với lời nói uy hiếp của hàn lập lúc trước đã bị khúc hồn ngộ tưởng cho rằng hàn lập có thể thi triển thuật pháp đáng sợ luyện hồn thuật kia cái này cũng không thể trách hắn suy nghĩ như vậy cho dù ai tưởng tượng đến tra tấn hồn phách của người khác thì thứ nhất nghĩ đến chính là pháp thuật này bảo sao hắn không sợ đến mức hồn bay phách lạc hàn lập nghe xong lời ấy của khúc hồn trên mặt biểu tình gì cũng không có nhưng trong lòng lại có chút ngoài ý muốn nói thật hắn lấy ra pháp khí này căn bản không nghĩ tới dùng luyện hồn thuật đe dọa đối phương chỉ nghĩ mượn một chút âm hàn khí, cho nguyên thần của đối phương ăn chút đau khổ thôi. Nhưng bây giờ đối phương lại cho rằng mình có thể thi triển luyện hồn thuật, hơn nữa cực kỳ sợ hãi, cái này làm cho hàn lập động tâm, chuẩn bị sai rồi thì cho sai luôn. Ta hỏi ngươi lần nữa, rút cuộc có lai lịch như thế nào, vì cái gì muốn giả mạo tu si linh thú sơn hàn lập không trả lời đối phương dùng hay không dùng luyện hồn thuật, ngược lại lạnh lùng hỏi. Cách hàn lập né tránh không đáp càng làm cho người này tin tưởng thêm vài phần, sắc mặt không khỏi lộ vẻ sâu thẳm, nhưng môi động vài cái vẫn không có ý muốn mở miệng gặp tình cảnh này hàn lập không hề nói cái gì vô nghĩa mà thấp giọng đọc vài câu chú ngữ ngay cả chính mình cũng không hiểu không hề khách khí dơ tụ hồn bát đến trước mặt người này nghĩ đến khí âm hàn từ trong bát cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ như hàn lập vừa tiếp xúc cũng phải dùng mình một cái hiện tại tu vi khúc hồn hạ xuống luyện khí kỳ tự nhiên lại càng không thể ngăn cản cho nên vừa phóng bát trước mặt vị này liền thấy cả người lạnh vô cùng thật giống như nguyên thần bị đóng băng phảng phất như ngàn vạn mũi kim đâm vào sâu trong linh hồn của hắn chỉ một lát sau vị này rút cuộc cũng nhịn không được thống khổ hét thảm lên một tiếng cơ mặt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình không cần vội ta còn không có chính thức làm phép đấy đến lúc đó thống khổ chỉ gấp trăm lần hiện tại mà thôi hàn lập lời nói mơ hồ phiêu hốt bỗng nhiên vang lên bên tai hắn gấp trăm lần vị này vừa nghe hàn lập nói thế thiếu chút nữa sợ hãi ngất xỉu đi thống khổ hiện tại hắn còn không thể tiếp nhận được nửa khắc nếu gấp cả trăm lần vậy không phải là làm cho nguyên thần vì đau đớn mà tan thành mây khói sao đây tuyệt đối là luyện hồn thuật trong truyền thuyết khúc hồn nếm đủ đau khổ đã không còn hoài nghi bởi vậy nhìn thấy hàn lập lại bấm pháp quyết hắn không dám ương bướng vội vàng sửa lại lời nói đạo hữu hạ thủ lưu tình ta nói là được các hạ có thể hay không trước tiên đem hồn khí thu hồi ngàn vạn lần đừng thi triển luyện hồn thuật nữa bởi vì hắn bị âm hàn khí của bát xâm nhập lạnh đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi nếu không phải trên người hắn còn có chút linh lực hộ thể, hơn nữa thân thể khúc hồn cường hãn hơn xa thường nhân, nếu cô chỉ sợ sớm đã bị cứng ngắc rồi. Sớm nghe lời như vậy, vậy có thể miễn nếm mùi đau đớn rồi. Hàn lập lộ ra bộ dáng đây là người tự mình chuốc lấy cực khổ, giống như tùy ý thu hồi bát. Kỳ thật trong lòng Hàn lập, cũng thầm thở phù một hơi. Bởi vì cho dù vị này không nói vậy, không lâu sau Hàn lập cũng sẽ thu hồi tụ hồn bát, bởi vì khí âm hàn của pháp khí này, làm cho người tiếp xúc trực tiếp là Hàn lập, Đồng dạng cũng cảm thấy ăn không tiêu, thật sự không thể nào tiếp tục cầm trên tay. Khúc hồn thấy Hàn Lập thu hồi pháp khí mà hắn cho rằng là hồn khí, thở phào một hơi. Tốt nhất là đừng nghĩ dùng lời nói láo để qua mặt ta, ta tự nhiên có thể dùng pháp thuật liên quan kiểm tra độ thật giả của ngươi. Ta nghĩ các hạ sẽ không ngu đến mức vì bí mật gì đó mà làm cho chính mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Thanh âm của Hàn Lập lạnh như băng, những lời này làm cho Khúc hồn nhớ tới đau đớn vừa được cảm nhận cả người không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 339, khiếp sợ, ta là, các hạ không cần nói là tán tu, lời kiểu như vậy, ta không cần nghĩ cũng đã biết căn bản là không tin được. Hàn Lập mặt không chút thay đổi cắt đứt lời của đối phương. Nghe được Hàn Lập vừa nói như vậy, Khúc Hồn liền cười khổ. Xem ra hắn vừa rồi đúng thật là chưa từ bỏ ý định, định nói như vậy. Vì thế, sau khi Khúc Hồn hơi do dự một chút, liền mệt mỏi uể oải nói: đúng như đạo hiếu hoài nghi tại hạ thân phận đích xác có chút đặc thù cũng không phải là tu sĩ việt quốc không phải người việt quốc nghe xong câu nói đầu tiên của đối phương thân sắc hàn lập liền khẽ biến đổi trong lòng giật mình ta kỳ thật là tu sĩ ngự linh tông của thiên đô quốc đi đến việt quốc du lịch khúc hồn chậm rãi nói ma đạo ngự linh tông hàn lập không khỏi nhíu mắt lại bắn ra tia nhìn sắc như đao kiếm đúng vậy tại hạ mấy năm nay tiến đến quý địa nhưng không hiểu sao bị một gã tu sĩ pháp lực cao thâm của quý quốc hủy hỏng thân thể, mới rơi xuống hoàn cảnh này khi khúc hồn nói đến việc thân thể bị hủy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàn lập hơi chút suy nghĩ, chớp mắt một cái hỏi. Người bị hủy mất thân thể năm, sáu năm trước sao? Thanh âm của Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, khúc hồn không có nghe ra ý tứ gì trong đó, liền thành thật trả lời. Đúng vậy, trong thời gian mấy năm người chiếm thân thể này, sao không nghĩ tới việc quay về? Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi tại hạ đương nhiên là có suy nghĩ nhưng các hạ đối với ma đạo chúng ta hiểu rõ quá ít khúc hồn thần tình bất đắc dĩ sao lại thế ta tuy biết một chút sự tình của ma đạo nhưng cũng nghe được từ tin đồn mà thôi hàn lập không hề kiêng rè thừa nhận nói ma đạo chúng ta hướng tới chính là mạnh ăn thịt yếu cường quyền là chân lý có thực lực dạng gì mới có thể hưởng quyền lực dạng ấy mà ta năm đó tại ngự linh tông địa vị quả thật không thấp có một đạo lữ đẹp như hoa cùng tu hành và một ít đệ tử để sai khiến nhưng bây giờ tu vi của ta giảm đi, ngươi cho rằng từ nay về sau những thứ này sẽ là của ta sao? Tám chín phần sẽ bị các sư huynh đệ vẫn luôn nhòm ngó địa vị của ta, ngầm hạ độc thủ Khúc Hồn cười lạnh giải thích. Hàn Lập sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Mà Khúc Hồn lại nói tiếp, tại hạ bởi vì đoạt xá nên tu vi mới hạ xuống bậc này. Tuy vậy tại hạ tự tin, chỉ cần tầm khoảng 30, 40 năm là có thể khôi phục tu vi trở lại như xưa. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại trở về. Nếu không, đạo hữu nghĩ rằng tại hạ nguyện ý trốn ở nơi khỉ ho có gáy này hay sao? Trong lời nói của khúc hồn, tràn ngập một bụng oán khí. Nói như vậy, người vẫn trốn tránh ở phụ cận gia Nguyên Thành, không gặp qua các tu sĩ khác. Hàn lập thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng không hề động tâm. Không có, đạo hữu chính là tu sĩ đầu tiên của Việt Quốc tại hạ nhìn thấy sau khi đoạt xã. Hắn sắc mặt không được tốt nói. Vì sao ngay từ đầu không nói vậy mà phải giả mạo tu sĩ Linh Thú Sơn? hàn lập không để cho nghỉ ngươi tiếp tục truy hỏi ta nghĩ rằng các hạ là tu sĩ thất phái có thể gây bất lợi đối với ta hắn có chút ngại ngùng nói nghe đến đó hàn lập bỗng nhiên cười đây là lời nói thật của ngươi hàn lập rất hòa khí nói nhưng khuôn mặt này lại làm cho sau lưng khúc hồn phát lạnh đúng vậy đạo hữu có gì không vừa ý sao hắn cẩn thận hỏi trong thần sắc có điểm bất an ta từng nghe người ta nói lời nói láo trong thế gian này dễ dàng gạt người nhất chính là lời nói có 7 phần là thực, 3 phần là giả. Không biết các hạ vừa rồi nói có bao nhiêu phần thực. Hàn lập nhìn chằm chằm hai mắt đối phương, nói từng chữ từng chữ một. Ha ha, nghi tâm của đạo hữu quá nặng rồi. Vừa rồi đích xác là những câu nói thật, khúc hồn biết rõ không ổn, nhưng tưởng tượng đến hậu quả của việc nói dối, liền chỉ có thể cường ngạnh mà nói. Một khi đã như vậy, ta trước tiên nói về một cái tin tức xấu đi. Ma đạo lục tông các ngươi đã xâm lấn Việt quốc chúng ta. Nói cách khác hiện tại chúng ta ở hai thế lực đối địch, bởi vậy ta cũng không thèm hỏi han bí mật gì của ngươi, hiện tại liền đem nguyên thần của ngươi tiêu diệt, đỡ lãng phí thời gian. Hàn Lập trầm mặt, âm trầm nói, lời vừa nói ra, vị này vừa mới nếm mùi đau khổ, sắc mặt vàng như đất. Xâm lấn Việt quốc các ngươi, như thế nào có thể như vậy, thời gian còn chưa tới mà. Vị này vì quá cấp bách mà nói ra một câu, xoát một cái, mặt tái nhợt, lộ ra thần sắc hối hận mà hàn lập trong lòng lại kinh sợ ngươi biết việc này xem ra ta quả thật xem thường ngươi chẳng qua cho dù ban đầu thân phận của ngươi ở ngự linh tông cao tới đâu hiện tại cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi vậy chớ trách ta lòng dạ độc ác lông nghi hàn lập chậm rãi dựng ngược lên mặt lộ vẻ sát khí nói tiếp theo bàn tay hàn lập lật một cái tụ hồn bắt lại xuất hiện nhất thời hàn khí âm trầm lại buông xuống một màn làm hàn lập kinh ngạc xuất hiện Khúc hồn lại không lộ ra hình dạng e dè, mà là dương mắt nhìn cái bát, gương mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Gặp tình cảnh này, trong lòng Hàn Lập lại có chút bất an. Hắn làm gì biết làm luyện hồn thuật, chỉ có điều phải đe dọa đối phương mà thôi. Nếu như đối phương thực sự nguyện chết cũng không nói, Hàn Lập cũng đành phải đồng loạt tiêu diệt đối phương cùng thân thể của khúc hồn. Chẳng qua, trong bí thuật huyết tế hắn mới tìm được, quả là có phương pháp rút hồn, nhưng đáng tiếc chưa kịp luyện tập. Đúng lúc Hàn Lập đang nghĩ như vậy, vị khúc hồn này liền hít vào một hơi thật dài bỗng nhiên nói ta trên người đích xác có chút bí mật nhưng lại có quan hệ tới sinh tử tồn vong của thất phái nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan sau khi ta nói buông tha cho ta chỉ sợ hơn phân nửa là khó thoát khỏi luyện hồn mà chết hắn vừa nói đến hai chữ luyện hồn ra mặt không khỏi giật giật một chút hàn lập nghe đối phương trịnh trọng nói vậy sờ sờ cái mũi vung tay lên thu hồi lại cái bát ngươi muốn cam đoan cái gì chỉ cần là lời hợp lý ta có thể suy nghĩ đáp ứng thần sắc hàn lập như thường nói tựa hồ không có đem lời nói mạnh miệng của đối phương để trong mắt hừ lời thề bình thường ta sẽ không tin tưởng nhưng ta được biết luyện tập luyện hồn thuật tối kiêng kỵ là dùng hồn khí để thề nếu làm sai lời thề hơn phần nửa sẽ bị luyện hồn thuật phản phệ mà chết kết cục thê thảm vô cùng ta muốn người dùng hồn khí thề ta sau khi nói thật người nếu vẫn hạ độc thủ thì hồn khí sẽ vỡ tan sẽ chịu khổ do luyện hồn phản lại Khúc hồn nói không hề che đậy. Được, ta đáp ứng. Hàn lập trả lời không trần chờ chút nào nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh không ngừng. Sau đó, Hàn lập liền đem tụ hồn bắt ra, dựa theo lời đối phương mà thề độc. Thấy Hàn lập dứt khoát như vậy, khúc hồn thật có chút hồ nghi, lờ mờ nhận ra có cái gì đó không đúng. Lời thề độc ta đã thực hiện, người còn muốn đề xuất điều kiện khác sao? Hàn lập không hề nhượng bộ, để không cho đối phương thấy ra sự kỳ quặc trong đó, cố ý toát ra vẻ bất mãn. Đương nhiên là không, tại hạ vẫn biết hậu quả của việc tham lam vô độ. Chẳng qua, trước khi nói bí mật, đạo hữu hãy đem tình hình bây giờ của Ma đạo chúng ta và thất phái các ngươi nói ra một chút. Bởi vì ta thật sự không biết mấy cái tin tức này có lỗi thời hay không. Khúc Hồn quả nhiên bị phân thần một chút, miễn cưỡng cười giải thích. Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn chậm rãi đem tình huống bây giờ của thất phái và Ma đạo giới thiệu qua một chút. Khúc Hồn nghe rất cẩn thận nhưng khi nghe tới hơn một tháng sau song phương phải triển khai đại chiến trên mặt liền lộ ra vẻ chế nhạo điều này làm cho hàn lập người vẫn luôn lưu tâm đến sắc mặt đối phương thấy rất rõ ràng sau khi giới thiệu xong khúc hồn trầm ngâm một chút liền bắt đầu nói nhưng ngay câu nói đầu tiên của hắn đã khiến cho hàn lập sửng sốt đạo hữu hãy nghe lời này của ta hiện tại căn bản không cần phải tiến đến đại doanh của thất phái bởi vì thất phái cùng liên quân của tu sĩ hai nước hơn phân nửa đã đại bại người đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi thần sắc của hắn lộ ra một tia cổ quái nói hàn lập thần sắc không thay đổi chỉ lạnh lùng nhìn đối phương nghe hắn tiếp tục giải thích vị tu sĩ ngự linh tông này thấy hàn lập vẫn bình tĩnh như thế không khỏi có vài phần kính nể nhưng trong lòng lại càng thêm kiêng kỵ hàn lập đồng thời ngoài miệng cũng tiếp tục nói các ngươi chỉ sợ không biết kỳ thật linh thú sơn từ khi lập tông đến giờ vẫn không ngừng bí mật liên hệ với ngự linh tông chúng ta lần trước giả phản bội nếu ta đoán không sai, đó chỉ là màn sương mù che mắt của lục tông, đặc biệt đợi tu sĩ lưỡng quốc khác đến dùng một mẻ lưới hốt trọn, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Cuộc chiến này sau khi chấm dứt, mà đạo lục tông chúng ra có thể độc chiếm vài nước. Vị này chậm rãi nói ra bí ẩn làm hàn lập nghe xong lạnh cả người. Sương mù che mắt, làm như vậy không phải là có chút vẽ vời thêm chuyện sao. Linh Thú Sơn chính là chủ động nói ra quan hệ với ngự linh tông, nếu không nói, chẳng phải vẫn tốt sao. Hàn lập bởi vì khiếp sợ, sắc mặt có chút khó coi, nói. Đạo hữu thực sự nghĩ rằng sáu phái khác không biết lai lịch của Linh Thú Sơn. Phải biết rằng ngoại trừ Linh Thú Sơn là phân chi bên ngoài của ngữ Linh Tông chúng ta, Yểm Nguyệt Tông với thực lực cực mạnh kia cũng đồng dạng có quan hệ rất sâu xa với Hợp Hoan Tông. Chỉ có điều Yểm Nguyệt Tông quả thật là mấy trăm năm trước liền đoạn tuyệt liên hệ với Hợp Hoan Tông, Hùng Tâm bừng bừng muốn tự lập vị ngữ Linh Tông này tiếp tục nói ra lời làm hàn lập giật mình. chương 340, Quyển 6 cho dù như thế vì che giấu linh thú sơn hy sinh các tu sĩ khác thì không nói tu sĩ kết đan kỳ cũng chết ở lần tập kích kia cái này nói kiểu gì cũng không thông hàn lập khẽ nhíu mày chậm rãi nói bộ dạng không chịu dễ dàng tin tưởng tu sĩ kết đan kỳ không chết sáu phái khác sao dễ dàng tin tưởng huống hồ các ngươi thực sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ kết đan kỳ sao khúc hồn cười lạnh nói ý của ngươi là hàn lập có chút ngoài ý muốn nhìn khúc hồn theo ta được biết bí pháp có thể kích phát tu vi của tu sĩ trúc cơ kỳ lên ngang với kết đan kỳ, mà đạo lục tông chúng ta vẫn có hai, ba loại. Đương nhiên mấy phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn, cơ bản là tu sĩ chỉ cần thi triển một lần, nhất định kinh mạch sẽ đứt ra từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu vi tăng lên cũng ngắn đến đáng thương. Chẳng qua thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tai mắt của sáu phái kia, dù sao một lần tập kích diễn ra cũng không cần thời gian nhiều lắm. Nghe đến đó, Hàn Lập liền im lặng, lúc này hắn đã tin khoảng 3 phần rồi. Có thể tưởng tượng ra, khi mà thất phái cùng liên quân của hai nước khác, đang bày ra đại trận cùng ma đạo lục tông chiến đấu, ma đạo sớm đã biết hết thảy sắp xếp của liên quân, đem linh thú sơn quay ngược đâm một kích, tất nhiên có thể dễ dàng xé rách trận thế của liên quân, đến lúc đó liên quân không có đại trận che chắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của ma đạo. Cho dù lời của ngươi là thật, hiện tại thời gian quyết chiến vẫn chưa tới, nếu ta chạy đến báo tin này, có thể chuyển bại thành thắng, vì cái gì ta phải trốn chạy? Sau khi Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, có điểm không cam lòng nói: "Ngươi thực sự cho rằng Ma đạo chúng ta sẽ dựa theo thời gian ước định mà quyết chiến sao? Phải biết rằng dựa theo kế hoạch ban đầu, cái này chính là để mê hoặc đối thủ, cho đối phương thời gian quyết chiến muộn hơn so với kế hoạch. Tuy không biết cụ thể thời gian, nhưng ta đoán rằng chỉ trong vòng vài ngày nữa, Ma đạo chúng ta sẽ đột một tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn các ngươi lơi lỏng nhất trước khi quyết chiến." hơn nữa nhân thủ còn lâu mới đến đông đủ đạo hữu cho rằng thời gian còn lại có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến làm cho thượng tầng thực sự tin tưởng ngươi sao vị này khóe miệng nhếch một cái rõ ràng có ý vui mừng trên nỗi đau của người khác nghe đến đó thân sắc hàn lập rút cuộc cũng biến đổi trong lòng có một tia lo lắng nếu như thất phái thực sự đại bại vậy thì cuộc sống của hắn cũng không phải dễ chịu lắm không thể ở lại việt quốc vì bị ma đạo đuổi giết vậy chỉ còn cách chạy đến các nước chung quanh nếu mà còn không được thì phải tu sửa cái truyền tống trận kia, đến một địa phương lạ lẫm bắt đầu kiếp sống tu luyện mới. Các hạ tựa hồ đối với kế sách của ma đạo rõ như lòng bàn tay, xem ra thân phận thực là không thấp. Không cần lo lắng, ta không có hứng thú hỏi thân phận cụ thể của các hạ. Chỉ muốn hỏi thêm câu nữa là ngươi nói nhiều như thế, vậy có chứng cứ gì không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng, chỉ dựa vào miệng lưỡi, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Hàn lập sau khi nghĩ xong, trịnh trọng hỏi. Nghe được Hàn Lập hỏi như vậy, vị tu sĩ ngự linh tông này dùng mình, sau đó cười khổ. Ta nguy cấp đến cả thân thể ban đầu đều không có, đạo hữu cho rằng còn có thể giữ lại chứng cứ gì. Nếu đạo hữu có chút kiên nhẫn, chỉ cần đợi thêm vài ngày, vậy là có thể nghe được một ít tin tức về đại chiến. Nghe vậy Hàn Lập lại cười lạnh, không có thân xác, nguyên thần như thế nào lại trốn được ra. Các hạ năm đó một khi đã bị người ta đánh bại, ta không tin ngươi không đem pháp khí cùng những thứ trọng yếu khác giấu ở một nơi khác. Hàn lập lạnh lùng nói ra những lời sắc bén, đúng trọng tâm làm ngưng trụ vẻ cười khổ của khúc hồn. Hắc hắc, xem ra thật là không thể gạt được đạo hữu Không sai, ta đã giấu đi ngọc giản mà bổn tông gửi cho Linh Thú Sơn, kỳ thật vài năm trước ta đến Việt Quốc chính là để phụ trách mang tin tức này về, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn bị Hàn lập phát hiện, hơi chút xấu hổ nói. Nghe đối phương rút cuộc cũng thừa nhận, Hàn lập ngầm hít một hơi, chẳng biết tuổi thật của người này nhiều bao nhiêu, nhưng quả thật là vô cùng giảo hoạt xem ra còn phải cẩn thận thêm nữa. Thứ đó ở địa phương nào? Tiếp theo, Hàn Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời ánh mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Túi chữ vật cất ngọc giản, ta không mang trên người, mà được ta đặt ở một sơn động gần đây, ta có thể mang đạo hữu đi lấy. Bây giờ khúc hồn biểu hiện hợp tác phi thường, không mang trên người, ánh mắt Hàn Lập chấp động, lộ ra thần sắc không tin. Người cũng biết, thân thể ta hiện tại kỳ thật là cương thi, tuy rắn chắc hơn xa so với thường nhân, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác ta sợ đem túi chữ vật đeo trên người một khi không cẩn thận đánh mất mà không biết cho nên dưới tình huống bình thường ta đều để túi chữ vật ở trong sơn động để khỏi đánh mất lý do này làm hàn lập thấy có chút miễn cưỡng nhưng hàn lập cũng không nói gì mà cẩn thận tìm trên người hắn một lần sau khi không có thu hoạch mới lạnh như băng hỏi sơn động ở địa phương nào ta đi lấy thứ ấy đến đây thấy hàn lập cẩn thận như thế khúc hồn chỉ có thể buồn bực đem địa điểm nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu, tựa như muốn rời đi. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Ngươi như thế nào mà nhập được vào thân thể này, tuy thân thể này không có nguyên thần hồn phách, đỡ phải phiền toái đoạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàn Lập thực sự rất tò mò, không biết câu trả lời của đối phương, làm sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì, đối phương đã vội vàng giải thích. Ta thực sự không biết vì sao lại thế. Lúc ấy tại hạ mang thân thể trọng thương chạy vào ra nguyên thành thì hoàn toàn tiêu tùng, đành phải vội vàng để nguyên thần xuất khiếu, sau đó tìm kiếm chung quanh xem có tu sĩ nào có thể đoạt xá. Nhưng mà tìm mọi chỗ gần đó, cũng không gặp một tu sĩ nào. Đang ở lúc tuyệt vọng, liền phát hiện cương thi không có nguyên thần này, tại hạ cũng là liều một phen, thử một lần tiến vào. Nhưng là không nghĩ tới lại bình yên không việc gì, điều này làm cho tại hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói tới đây, bộ dáng vị tu sĩ ngự linh tông giống như là không thể tưởng tượng được hàn lập nghe xong trầm mặc sau khi liếc mắt nhìn đối phương đột nhiên trở về bên người hắn tại trên người khúc hồn dính thêm hai tấm định thần phù sau đó mới biến mất trong hắc ám khúc hồn đứng thẳng tại chỗ mặt đầy khổ sở nhưng không lâu sau khi hàn lập rời đi hai mắt lại lộ ra một tia quỷ dị dựa theo địa điểm như lời đối phương hàn lập chuẩn xác tìm được cái sơn động kia xem ra cửa động không quá lớn hàn lập nâng tay một khối nguyệt quang thạch bay ra từ túi chữ vật, phiêu phù trên đỉnh đầu, chiếu sáng bốn phía. Sau đó, hắn nhìn cái động khẩu đen ngòm kia, sau khi suy nghĩ một chút liền thả ra bạch lân thuẫn, cùng pháp khí quy sát che ở trước người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong động. Sơn động quả nhiên không quá rộng lớn giống như Hàn Lập tưởng tượng, chính là đi tới tầm 7, 8 trượng, liền lờ mờ thấy được một vách đá chắn tại phía trước, xem ra là đáy của sơn động. Hàn Lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được dị thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp. Bởi vì dựa theo lời đối phương, túi chữ vật kia đặt ở phía dưới một tảng đá lớn, hẳn là dễ tìm. Quả nhiên, cách đó hai trường, có một khối đen gồ lên cao vài thước, giống hình dáng một tảng đá. Hàn lập nghĩ một chút, đi tới vài bước, nương theo ánh sáng hòa nhã của Nguyệt Quang Thạch, ngưng thần nhìn kỹ. Hí, Hàn lập hút vào một ngụm không khí, đây đâu phải là tảng đá gì, rõ ràng là những đống xương trắng chất chồng vào nhau, trên đó mơ hồ còn lưu lại một chút máu thịt, tản ra mùi máu tươi như có như không. Hàn Lập khiếp sợ, hơi tập trung một chút, liền phát hiện đám xương trắng đều là xương của những mãnh thú như hổ báo lưu lại, mặt trên còn có một ít dấu răng cắn xé, dường như bị một con gì đó gặm qua. Nhìn thấy thế, trong lòng Hàn Lập ý niệm liền chuyển động, thầm kêu không tốt, vội vàng lui ra ngoài. Nhưng là đã chậm, một bóng đen chợt lóe, chẳng biết nhảy ra từ nơi nào, hung hăng đụng vào Bạch Lân Thuẫn của Hàn Lập. Nhất thời, một luồng lực cực kỳ mãnh liệt truyền đến trong nháy mắt khiến cho cả thuẫn lẫn người bay ngược ra ngoài hung hãn đập vào vách đá trên sơn động thiếu chút nữa làm hàn lập hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ là quái vật gì vậy trong kịch liệt đau đớn hàn lập vừa sợ vừa giận thầm nghĩ nhưng không đợi hàn lập hạ xuống từ trên vách đá bóng đen kia lại nhảy lên nhằm về phía hắn hàn lập kinh hãi thất sắc không hề suy nghĩ vội vàng đem hai kiện phòng ngự pháp khí tre ở trước người choang một tiếng thật to làm hàn lập ngoài ý muốn lần này không có lực mạnh truyền đến nhưng bạch lân thuẫn che ở phía trước lại phát ra thêm một tiếng choang nữa, rồi giữa mới nứt ra thành hai mảnh rớt xuống. Thấy cảnh này, hàn lập thiếu chút nữa kinh hãi đến mức cắn phải đầu lưỡi. Điều này thật quá sức tưởng tượng, bạch lân thuẫn cưng rắn là thế mà vẫn bị quái vật kia chém thành hai mảnh. chương 341, chật vật, thuẫn này chính là đỉnh cấp pháp khí dùng bạch lân của mặc dao mà luyện chế ra. Đã cùng hàn lập kinh qua nhiều trận chém giết, trừ việc trước đó vài ngày bị huyết linh toàn xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, Cơ hồ cho tới bây giờ không có tổn hại gì quá lớn, mà hôm nay liền bị hủy trên tay một con yêu vật, làm Hàn Lập khó có thể tin tưởng. Nhưng tại giờ phút này, nhờ vào nguyệt quang thạch, Hàn Lập lờ mờ thấy được hình dạng của quái vật cực kỳ cổ quái. Cơ thể cũng không lớn, hình dạng chỉ cao khoảng một trượng, cái cổ nhỏ xíu, trên đó còn có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu nhưng có hai luồng lục quang lớn bằng nắm tay lạnh lẽo lóe lẽ lên Hàn ý, đang không chút cảm tình dương mắt nhìn hắn khiến cho hàn lập để ý chính là hai chi trước phảng phất giống như hai thanh khảm đao sắc bén điều này làm cho hàn lập cực kỳ kinh ngạc quái vật này không ngờ lại sử dụng vũ khí nhưng thanh khảm đao này sao lại sắc bén như vậy một đao bổ đôi bạch lân thuẫn đây tuy hàn lập suy nghĩ như vậy nhưng thân hình cũng đã nhoáng lên nhanh như tên bắn hướng bên ngoài động vọt đi thật đúng là nói đùa trong sơn động không lớn này mà lại dây dưa cùng với một quái vật đáng sợ hắn thấy dù mình có thêm vài mạng nữa cũng không đủ dùng phải trốn ra ngoài mới có chút ưu thế được khi thấy hàn lập thân hình vừa động quái vật kia cũng đồng dạng vô thanh vô tức mà đuổi theo như đạn bắn tốc độ đồng dạng cũng cực kỳ nhanh chóng sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy hàn lập cùng quái vật kia một trước một sau rời khỏi tạo nên hai cỗ kình phong vừa ra khỏi động khẩu hàn lập cũng không nghĩ nhiều khoát tay bắn ra một đạo bạch quang tiếp theo thần phong chu trắng tinh liền xuất hiện lơ lửng trên không trung hắn định khu sử thần phong chu bay lên trời mà đi một khi pháp khí không phòng ngự được công kích của yêu vật, nếu như tạo được khoảng cách dùng pháp khí đem kích chúng há không phải là thịt nát xương tan sao. Nhưng hàn lập bời vì thi triển pháp khí nên có chút trì hoãn, bóng đen trước mắt chợt lóe. Yêu vật kia dù đuổi theo sau nhưng lại đến trước, đứng giữa hàn lập và thần phong chu, hơn nữa hai thanh chảm đao trả sát qua lại vài cái vang lên thanh âm len keng, ánh mắt lạnh băng nhìn hàn lập. Thấy cảnh này, hàn lập trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Yêu vật này chẳng những lợi hại mà còn có linh trí nhất định lần này thật là đại phiền toái. Chẳng qua sau khi ra khỏi bóng tối trong sơn động, dưới ánh trăng, Hàn Lập cũng nhận ra còn yêu vật trước mắt, đó là một con bọ ngựa rất lớn, toàn thân màu xám đen, cả người tản ra khí thức quỷ dị. Hàn Lập hít sâu một hơi, cố nén tâm lý bất an, thân hình mơ hồ một chút, huyễn hóa ra năm sáu ảo ảnh giống nhau, trực tiếp hướng yêu vật phóng tới. Hàn Lập không tin bằng vào chính mình toàn lực thi triển La Yên Bộ còn không thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bọ ngựa hai mắt lục quang chợt lóe, cũng đồng dạng huyễn hóa ra mấy cái bóng mơ hồ, phân biệt đón ảo ảnh của Hàn Lập đang tới. Hàn Lập sắc mặt đại biến, phốc phốc vài tiếng vang lên, huyễn ảnh của Hàn Lập đều bị hai tay của con bọ ngựa kích phá, cuối cùng thực thể cũng bị bắt phải dùng quy sát pháp khí đem ra ngạng kháng, kết quả cả người không những bị chấn lui trở lại chỗ cũ, hơn nữa trên quy sát pháp khí cũng xuất hiện một vết chém thật sâu. Hàn Lập vẻ mặt tái nhợt liếc mắt nhìn vết chém, nuốt nước miếng đánh ực một cái, hiển nhiên pháp khí này nhất định sẽ không chịu nổi vài kích nhưng không đợi hàn lập tìm ra đối sách con bọ ngựa kia đã chi lập một tiếng một đôi cánh màu xám dài khoảng vài thước mở ra tiếp theo là thanh âm ông ông vang lên yêu thú này nhanh chóng đập đập hai cánh nhẹ nhàng phiêu phù bay lên thấy thêm màn này hàn lập kêu khổ không thôi hắn sao lại quên mất con bọ ngựa này là côn trùng còn có thể phi hành đến lúc này tốc độ của yêu thú chẳng phải là càng thêm kinh người sao hàn lập lần đầu đối với thân pháp của chính mình có chút không tin tưởng tuy là như vậy Hàn Lập cũng vội vàng thi triển tăng thêm khinh thân thuật cùng với các loại pháp thuật phụ trợ khác lên trên người, rồi vỗ vỗ túi chữ vật bên hông, 10 đạo ánh sáng kim, hắc, hồng đồng loạt bay ra. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng yêu thú kia căn bản không có để cho Hàn Lập phát động công kích bằng pháp khí, sau đó thân hình liền nhẹ nhàng di chuyển, đột nhiên bóng đen chợt lóe biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung, nhưng một khắc sau bóng xuất hiện trên đầu Hàn Lập, nhắm ngay đầu của hắn mà hung hăng bổ xuống một đao, những tưởng đem Hàn Lập chém thành hai nửa lúc này vẻ mặt Hàn Lập bình tĩnh vô cùng, hắn đồng dạng cũng nhoáng lên, sau khi lưu lại một trận tàn ảnh, cũng biến mất tại chỗ, còn hơn 10 đạo kim nhận đang vây quanh bên người yêu thú có ý muốn đem nó loạn nhận phân thây. đương đương liên tiếp hai tiếng vang lên truyền đến, hai thanh khảm đao trong tay con bọ ngựa, rất nhanh huy vũ lên với tốc độ mắt thường nhìn không thấy, hình thành một cái lưới phòng hộ thật lớn, nhóm pháp khí cũng vừa trùng hợp tiếp xúc. Lập tức có ba thanh kim nhận cũng một thanh hỏa xoa bị chấn nát biến thành nhiều điểm huỳnh quang từ trên không trung rơi xuống. Hàn Lập đang nhân cơ hội để vọt lên thần phong chu nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ đau lòng. Hắn vội vàng thu hồi những pháp khí còn lại, kết quả mấy đạo hào quang còn lại cấp tốc quay đầu bắn trở về. Nhưng là cự đường lang kia lại không chịu từ bỏ ý đồ, hai chi trước lại giao xoa ma sát một lượt, đột nhiên thân hình nhoáng lên, biến thành một đạo hắc tuyến tăng tốc đuổi theo, trong khoảng khắc liền tới phía trên mấy kiện pháp khí kim nhận, tiếp theo không chút khách khí chém loạn một trận, lại thêm hai kiện kim nhận bị đứt ra vài khúc, hóa thành cho bụi. Hàn Lập cảm giác như trái tim đang nhỏ máu. Bộ kim nhận này ngày thường dùng đến đều cảm thấy cực kỳ thuận tay, hơn nữa bộ khắc khí này đã sớm theo hắn nhiều năm, cũng có cảm tình nhất định, không nghĩ tới hôm nay phần lớn đã bị hủy. Chẳng qua may mắn là thứ Hàn Lập trọng thị nhất ô long đoạt lại hoàn hảo, không có tổn hao gì, cuối cùng cũng không có bị hủy diệt một cái nào, điều này coi như là may mắn trong bất hạnh rồi. Nhưng con bọ ngựa kia vẫn đang dương mắt nhìn chồng chọc mình, Hàn Lập thật sự không thể cảm giác được may mắn, nếu không có biện pháp đối phó với nó, không cần nói đến pháp khí còn lại, mà ngay cả mạng nhỏ của chính mình hơn phân nữa cũng đi tong. Nghĩ vậy, linh lực dưới chân hàn lập mãnh liệt xuất ra, nhất thời thần phong chu khẽ run giấy, biến thành một đạo bạch quang vọt lên trời, hắn không tin yêu thú kia có thể cùng với thần phong chu so tốc độ. Nhưng hàn lập phi hành trên không chung được một lát thì hắn không thể không thay đổi ý nghĩ vỡ rồi, thừa nhận mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Hiện tại hắn một mặt chạy như điên về phía trước, một mặt thỉnh thoảng quay đầu lại bắn ra vài cái hỏa cầu để ngăn cản một chút con bọ ngựa đang theo sát phía sau thật là tà môn yêu thú này chẳng những là công kích cực mạnh mà tốc độ phi hành lại nhanh chóng như thế quả là không thể tưởng tượng ngay cả thần phong chu của hắn so với nó cũng chậm hơn một chút hàn lập thầm nghĩ trong lòng không khỏi buồn bực vô cùng giờ đây hắn thập phần khẳng định con yêu thú này so với bạch chi chu trong động quật ngày đó tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều còn bọ ngựa to lớn này không phải là tứ cấp yêu thú đỉnh dai mà chính là cái loại ngũ cấp yêu thú trong truyền thuyết, cơ hồ cùng thể cùng tu sĩ kết đan sơ kỳ đối kháng. Hàn lập nghĩ đến khả năng ấy, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, hắn càng liều mạng phóng thích hỏa cầu, thầm mong ngăn cản được yêu thú một chút. Tuy nhiên mỗi một quả hỏa cầu cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa, nhưng cuối cùng cũng làm cho yêu thú chậm lại một lát, tranh thủ thời gian cho thần phong chu. Nhưng Hàn lập rất rõ ràng, nếu cứ như vậy thì sẽ sớm bị đối phương bắt kịp quyết không thể tiếp tục rằng co, bởi vậy hắn tuy một bên ngự khí phi hành, một bên phóng thích hỏa cầu nhưng lại vội vàng lợi dụng thần thức tiến vào trong túi chữ vật, xem có pháp khí gì có thể dùng tới trong lúc này. Bỗng nhiên thần thức hàn lập tìm thấy một thứ cực kỳ mềm mại, trong đầu hắn lóe lên, nhất thời đã có chủ ý. Hàn lập sau khi cúi đầu dò xét hoàn cảnh, mạnh mẽ dẫm chân lên thần phong chu, rồi ngự khí hướng cây cối rậm rạp bên dưới tà tà bay đi. Đồng thời, hắn vội vàng sờ loạn trong túi chữ vật, xuất ra 78 kiện pháp khí bình thường, mặc kệ 3721 gì gì đồng loạt phóng ra, sau đó lại thêm 4 năm con khôi lỗi binh sĩ xuất hiện từ trong bạch quang, nhất thời mấy mũi tên ánh sáng chói mắt theo sát sau pháp khí bắn về phía yêu thú. Một phen điên cuồng công kích này, quả nhiên làm cho con bọ ngựa kia phải huy vũ song trưởng ra ứng phó một lúc, mặc dù rất nhanh đã đem mấy món pháp khí cùng nhóm khôi lỗi kia đem chấn nát nhưng sau đó muốn tìm Hàn Lập một lần nữa thì bên dưới rất yên tĩnh, lặng lẽ, Hàn Lập đã biến mất vô ảnh vô tung trong rừng rậm hai mắt yêu thú lục quang không ngừng chớp lóe chậm rãi bay thấp xuống sau đó tại phụ cận phía trên đảo quanh một lượt coi bộ vẫn muốn tìm ra hàn lập phía sau một cây đại thụ ở khu rừng rậm rạp bên dưới hàn lập đang nhìn con yêu thú to lớn ở trên trời vòng lui vòng tới trong ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương đến lúc này trên người hắn đã khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng ngăn cách tất cả các loại khí tức trên người hàn lập kiện ẩn linh sa này chính là chiến lợi phẩm mà hàn lập đoạt được từ tay tuyên nhạc trong trận chiến với bạch chi chu lúc trước tên kia định dùng vật ấy âm mưu đối với Hàn Lập, kết quả lại bị chết. Cái áo choàng này chẳng những có thể ngăn cách lích khí dao động mà ngay cả hơi thở của bản thân cũng có thể che giấu không lộ ra chút nào. Hôm nay Hàn Lập bất đắc dĩ phải sử dụng cái pháp khí này, do hy vọng trí tuệ con bọ ngựa kia không quá cao, trong chốc lát không tìm thấy mình sẽ tự động bỏ đi. Nếu không hắn sẽ không ổn, chẳng qua, vì phòng vạn nhất, trên một tay của Hàn Lập đã thủ sẵn huyết linh toàn kia. Thứ này tuy tốc độ kinh người, Sát thương lực rất lớn nhưng sau khi thấy qua tốc độ kinh người của con côn trùng, hắn thật sự không có chút tin tưởng dùng vậy ấy mà có thể đánh chết yêu thú này, bởi vậy lấy ra chỉ là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Chương 342: Kinh nghi. Hàn Lập ngưng thở chăm chú nhìn, con yêu thú dò xét trong phạm vi vài dặm đột nhiên trực tiếp cấp tốc phóng tới chỗ ẩn thân của Hàn Lập. Khuôn mặt Hàn Lập trở nên tái mét, vẻ mặt hắn thêm vài nét hàn ý, cầm chặt huyết linh toản trong tay, bắt đầu rót linh lực vào nhất thời vật ấy khẽ nóng lên. Mặt không chút biểu tình nhìn yêu thú đang bay tới, Hàn Lập quyết định đợi đối phương cách mình gần, lúc này mới phóng xuất pháp khí, chỉ có làm như vậy mới có thể nắm chắc việc đả thương hoặc giết chết yêu thú này thêm một chút. Hậu quả của việc làm này khẳng định gia tăng thêm vài lần nguy hiểm nhưng hôm nay Hàn Lập cũng bất chấp. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, Hàn Lập tim đập thình thịch, không khỏi hít sâu một chút, tay như muốn giơ tay lên phóng xuất huyết linh toản. Nhưng xuất hiện một màn làm Hàn Lập trợn mắt há mồm lúc yêu thú bọ ngựa kia cách đỉnh đầu hàn lập khoảng 20 trượng bỗng nhiên xoay một cái thay đổi phương hướng nhào thẳng xuống một chỗ các không xa nơi hàn lập ẩn thân kết quả là sau một hai tiếng kêu thảm thiết con bọ ngựa kia dùng chi trước quắp lấy một con heo rừng thật lớn từ trong rừng bay lên không chút do dự hướng về đường cũ bay mất thấy thân ảnh yêu thú dần dần biến mất trong tầm mắt hàn lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm ngồi bịch xuống đất rút cuộc cũng không để ý gì đến phong phạm của người tu tiên nữa tình hình vừa rồi nếu không phải hắn dự định công kích ở khoảng cách gần chỉ sợ rằng cũng giống như con heo rừng kia trở thành đồ ăn trong bụng của yêu thú lần này bình yên không có việc gì thật sự là vô cùng may mắn a à. hàn lập âm thầm kêu may mắn không thôi lần đầu tiên cảm thấy được vận khí của mình cũng không tệ lắm ổn định tâm thần một chút hàn lập nghĩ rằng hết thảy việc này đều do tên đầu sỏ tu sĩ ngự linh tông đã chiếm cứ thi thể khúc hồn gây nên vì vậy lửa giận bùng lên rõ ràng rằng cái gì là tin giản trong sơn động hóa ra đó chỉ là một cái bẫy được đối phương bố trí mà thôi dù cho mình trăm ngàn cẩn thận không ngờ không đấu lại tên cáo già gian xảo kia còn bị hãm hại chút nữa là phải đi tong cái mạng nhỏ tốt tốt lắm hiện tại ta không chết coi ngươi làm sao có kết quả tốt đây lần đầu tiên hàn lập tức giận như vậy một bên ngồi nghỉ ngơi một bên lẩm bẩn thiết hận ở trong mắt hắn vị khúc hồn kia liên tiếp chịu ba cái định thần phù của mình tuyệt đối không có khả năng bằng tu vi như vậy mà trốn thoát được chỉ cần chính mình trở về, tự nhiên dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Cảm giác được thể lực cùng pháp lực chính mình đã phục hồi trở lại, Hàn Lập lúc này phi thân ngự khí đồng dạng hướng chỗ ban đầu bay trở về. Chỉ có điều lần này hắn không dám phi hành cao trên không trung mà là thập phần cẩn thận bay tà tà cách mặt đất vài chục trượng vì hắn sợ lại khiến cho con yêu thú kia chú ý. Trên đường bay trở về, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người, tức giận trong lòng cũng bị dập tắt hơn phân nửa, nhất thời đầu óc hắn thanh tỉnh không ít bắt đầu ngẫm nghĩ lại quá trình từ đầu đến cuối cùng khúc hồn tiếp xúc, cân nhắc qua lời nói và việc làm của vị tu sĩ Ngự Linh Tông và yêu thú bọ ngựa đáng sợ kia Hàn Lập đối với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Tại nơi cách gia nguyên thành không quá vài trăm dặm lại xuất hiện yêu thú lợi hại như vậy đương nhiên không có khả năng là loại hoang dã ở đây. Nghĩ đến thân phận của tu sĩ Ngự Linh Tông kia thì con bọ ngựa này có 89 phần là linh thú được ẩn dưỡng. Linh thú đáng sợ như vậy, hàn lập thật sự khó có thể tưởng được nó lại là do một tu sĩ trúc cơ kỳ thuần dưỡng theo quan điểm của hắn thì con linh thú này tuyệt đối có thể một chọi ba gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thật sự quá lợi hại chẳng lẽ thân phận khúc hồn này không phải là trúc cơ kỳ mà là kết đan kỳ hắn không khỏi phỏng đoán một phen hàn lập bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ mắt thấy đã sắp đến đỉnh núi nhỏ ban đầu hắn liền dừng bước lơ lửng trên không trung trầm tư một gã kết đan kỳ tu sĩ như thế nào lại bị hủy đi thân thể nguyên thần xuất khiếu, kết cục thật thê thảm, phải biết rằng đụng tới chính là tu sĩ kết đan kỳ A, đánh không lại thì cũng có khả năng thoát thân, trừ phi gặp phải mấy lão quái vật nguyên anh kỳ. Nhưng là tu sĩ nguyên anh kỳ của thất phái đã sớm không mang thế sự, bộ dáng còn giống như vắng mặt tại Việt Quốc, thậm chí lần này ma đạo cùng thất phái đã vài lần giao phong, Hàn Lập cũng không có nghe nói qua có tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ ra tay. Điều này làm cho hắn không thể nghĩ ra, những người này mà động thủ thì sợ rằng sơn băng địa liệt, phiên giang đảo hải. Bất quá Hàn Lập đối với cách làm của mấy tu sĩ cấp cao ngồi xem tu sĩ cấp thấp tranh đấu, còn mình thì lạnh lùng quan sát, cũng có vài lần oán thầm. Chẳng biết tu sĩ song phương cấp bậc loại này đang làm cái gì nữa. Không lẽ lại trùng hợp như vậy, tên gia hỏa kết đan kỳ này lại gặp phải một lão quái vật trong số đó. Hàn Lập thầm nghĩ một chút, nếu tên xâm chiếm thân thể khúc hồn thật sự là tu sĩ kết đan kỳ thì mọi việc hoàn toàn thông suốt vì như vậy hắn mới có khả năng biết cơ mật ma đạo xâm lấn, hơn nữa còn có cả linh thú cường đại. Hàn Lập suy nghĩ một phen không thể không thừa nhận việc khúc hồn là tu sĩ kết đan kỳ có sáu, bảy thành xác suất điều này làm cho hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng cũng còn có một tia hưng phấn. Đối phương sẽ không giả chưa ăn thịt hổ chứ, cố ý giả dạng tu vi thấp như thế để hí lộng hắn sao. Hàn Lập phát óc suy nghĩ, tình hình tồi tệ nhất này có bao nhiêu rút cuộc có bao nhiêu phần trăm. Không đúng, đối phương tuyệt không phải cố ý như thế hàn lập lại thầm nhủ cân nhắc rút cuộc trong lòng cũng đã có được phán đoán chắc chắn không nói tới cái khác việc đối phương mấy năm trước mới bắt đầu xâm chiếm thân thể khúc hồn khẳng định không thể nghi ngờ kể từ đó một thân tu vi thâm sâu không lường được của hắn tự nhiên giống như lời hắn là đã bị trôi theo dòng nước cho dù vẫn còn nguyên thần trọng tu không gặp bình cảnh tu vi hôm nay đích xác như biểu hiên hơn nữa hàn lập còn liếc mắt nhìn ra đối phương cũng chưa khống chế được linh thú nếu không có một bảo tiêu lợi hại như vậy hắn như thế nào lại không cho đi theo bên người. Phải biết rằng hiện tại chính là thời điểm yếu đuối nhất của hắn, lực lượng bảo hộ chính là khiếm khuyết lớn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ lừa mình vào sơn động để con yêu thú kia giết chết. Hàn lập tâm tư cực kỳ thông minh, nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối liền hiểu ra được 78 phần chân tướng, nhất thời trong lòng đảm khí lại tăng lên không ít. Cái này cũng không phải Hàn Lập thừa dịp người gặp nguy khốn mà chiếm tiện nghi, mà là tự biết đã cùng vị tu sĩ ngự linh tông kia kết đại cừu nếu đối phương thoát khỏi tay hắn, khẳng định sau khi khôi phục thực lực kết đan kỳ liền đem hắn ra băm thành vạn mảnh. Bởi vậy hắn không thể để cho tu sĩ này còn sống mà rời đi. Hàn lập rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, không do dự liền thúc giục pháp khí dưới chân, hướng đỉnh núi kia bay đi. Hàn lập đảo mắt đã đến nơi, liếc mắt liền gặp khúc hồn đang thành thành thật thật ngơ ngẩn tại chỗ, trên người vẫn còn mấy tấm phù lục. Hàn lập nhất thời mừng rỡ, hắn yên tâm hạ xuống cách đối phương vài chục trượng, đồng thời hai tay cũng cầm một món pháp khí. Vừa thấy Hàn Lập từ trên trời bay xuống, trên mặt khúc hồn lộ ra thần sắc khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Lập có thể còn sống. Vì thế hắn miễn cưỡng cười, môi vừa động muốn nói cái gì đó. Nhưng Hàn Lập sau khi tiến lên được vài bước, không khác khí liền khoát tay bắn ra lưỡng đạo ô quang đánh thẳng tới. Một khi đã định chém tận giết tuyệt, Hàn Lập cũng không muốn nói nhiều với kẻ sắp chết. Thấy khí thế hung mãnh của ô long đoạt bắn nhanh tới, khúc hồn sắc mặt đại biến. Khi Hàn Lập cho rằng đối phương sẽ bị nghiền nát thì thân hình khúc hồn nhoáng lên, nhảy sang bên cạnh để tránh né công kích. Ngươi làm gì đó, chẳng lẽ quên mấy lời thề độc đã phát ra sao? Vị tu sĩ ngự linh tông hơi thở có chút khó khăn nói. Hiển nhiên hắn không dự đoán được vừa thấy Hàn Lập liền bị tập kích hung ác như thế. Hàn Lập nghe khúc hồn nói vậy, liền như không nghe thấy, chỉ là gắt cao dương mắt nhìn ba cái định thần phù trên người đối phương, cơ hồ không tin vào mắt mình. Phù lục không có gỡ xuống, đối phương như thế nào lại có khả năng hành động hàn lập một bụng hồ nghi chẳng qua hiện tại cũng không phải là lúc dây dưa hàn lập chỉ hư lạnh một tiếng căn bản không nói thêm gì lấy tay chỉ vào ô long đoạt nhất thời pháp khí lớn lên mấy lần biến thành lưỡng đạo ô quang thô to chợt lóe đánh về phía đối phương hắn đã hạ quyết tâm cho dù hy sinh thân thể khúc hồn cũng phải tiêu diệt được nguyên thần vì tu sĩ kết đan kỳ này không thừa một mảnh khúc hồn tựa hồ nhìn ra tâm tư không chết không thôi của hàn lập Mắt thấy Ô Long đoạt hung hăng kích tới, dưới tình thế nguy cấp hé miệng bắn ra một đạo lục quang, cuối cùng cũng ngăn được một kích toàn lực này. Chương 343, Lục Hoàng kiếm. Đây là, nhìn thấy đối phương có thể ngăn trở một kích toàn lực của mình, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn không khỏi ngưng thần hướng lục quang kia nhìn lại. Chỉ thấy một thanh tiểu kiếm dài một tấc màu xanh, mặt trên lưu quang lấp lánh. Pháp bảo, Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, bật thốt lên, đối phương chỉ dựa vào tu vi luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6 mà có thể dùng vật ấy tiếp được đôi ô long đoạt của mình, không phải là pháp bảo thì có thể là vật gì đây, điều này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là đối phương còn có pháp bảo hộ thân, muốn thu thập sợ rằng không ít phiền toái, vui chính là nếu tiêu diệt được đối phương thì mình có thể lấy được pháp bảo này. Hiện tại hắn cuối cùng cũng khẳng định được đối phương trước kia đích thực là tu sĩ kết đan kỳ. Nghĩ đến đây, Hàn Lập một bên chỉ huy ô long đoạt tiếp tục tấn công mãnh liệt, một bên xuất ra dẫn hồn chung nắm chặt trong tay lúc đầu hắn cũng không muốn lấy ra vật ấy, chính là nghĩ đối phương đã bị định thần phù chế trụ, muốn tiêu diệt thì rất dễ dàng nhưng hiện tại xem ra cần phải dùng đến bổn mệnh pháp khí này mới có thể cầm giữ được đối phương. Vừa thấy Hàn Lập xuất ra dẫn hồn chung, trong mắt khúc hồn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức trên mặt lại tỏ ra tàn nhẫn, đâm mạnh một kích vào bụng mình, lại hé miệng ra, một viên đan màu xanh biếc bắn ra, vật ấy vừa hiện thân liền phát ra lục quang nhu hòa, mênh mông, đem cả thân mình hắn bao bọc vào trong. Lúc này, dẫn hồn chung trong tay Hàn Lập liên tiếp vang lên đương đương, hắn muốn cho đối phương gân cốt nhũn ra, rút cuộc không thể phản kích được chút nào. Mấy tiếng vang qua đi, khúc hồn kia vẫn đứng thẳng bình yên không có việc gì, bộ dáng không có chút ảnh hưởng nào. Thấy một màn này, Hàn Lập vẻ mặt trở nên ngưng trọng, rõ ràng là viên đan màu xanh kia phát ra quang mang bảo vệ đối phương, khiến cho dẫn hồn chung của mình vô hiệu. Nghĩ đến đây, thấy việc gõ thêm hai tiếng chuông nhưng một chút hiệu quả vẫn không có, Hàn Lập mặt mày âm trầm thu hồi tiểu chung, nhưng sau đó hai tay vung lên, thả ra một đạo bạch quang hơn 10 khôi lỗi. Đây là những khôi lỗi cấp 2 cuối cùng còn sót lại, nếu tiếp tục bị hủy đi nữa, hắn chỉ còn lại mấy con khôi lỗi tự chế có tác dụng không lớn mà thôi. Bởi vậy, Hàn Lập cũng không định dây dây dưa dưa với đối phương, nhóm khôi lỗi vừa hiện thân, dưới sự thao túng của hắn các cột sáng cùng mũi tên ánh sáng cuồn cuộn tấn công. Lại gặp công kích kinh người như vậy, khúc hồn lộ ra thần sắc kinh sợ, vội vàng phát ra mấy pháp quyết hướng về phía đan hoàn thi triển, làm cho lục quang sáng lên, xoay tít xung quanh. Lập tức, các loại hào quang đồng loạt đan vào nhau, bạo nổ phát ra ánh sáng chói mắt, khúc hồn liền chấn động của công kích, liên tiếp thối lui vài trượt, nhưng hắn có thể tiếp được công kích luân phiên này khiến cho Hàn Lập trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Một tu tiên giả tu vi mới đến luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6 thế nhưng lại có khả năng tiếp được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thật sự cũng rất nghịch thiên sao. Chẳng qua lại nghĩ đến người ta trước kia chính là một tu sĩ kết đan kỳ, tựa hồ cũng không phải là sự tình gì kỳ quái lắm, Hàn Lập thầm nhủ giải đáp mâu thuẫn trong lòng. Lúc này khúc hồn bằng vào hai chiêu hậu thủ ngăn trở được công kích của Hàn Lập, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ đối sách, trong lòng bắt đầu xuất hiện một số lời thích hợp, muốn dùng miệng lưỡi đánh động đến Hàn Lập, để khiến hắn đình chỉ công kích điên cuồng như vậy, phải biết rằng với pháp lực đáng thương như hắn, thật sự đã hao tốn hết rồi. Nhưng là còn không có chờ hắn nói ra câu nào, Hàn Lập ở phía đối diện sau khi trù trừ một chút, liền thò tay vào túi chữ vật, bỗng nhiên một đạo hồng quang chói mắt chợt lóe bắn ra. Khúc hồn cả kinh, còn không chờ hắn hiểu được tại sao lại thế này thì viên đan màu xanh phiêu phù trước mắt liền nổ tung, tiếp đến từ sâu trong nguyên thần truyền đến một cỗ đau nhức tê liệt, làm hắn không khỏi kêu to một tiếng, người ngã vật xuống, tứ chi không ngừng run rẩy co rút. Lục quang bảo hộ khúc hồn biến mất vô ảnh vô tung khi khỏa đan này bạo liệt, cột sáng cùng mũi tên không còn chút trở ngại, nhất thời như ong vỡ tổ đem khúc hồn bao phủ vào trong. Mà thanh lục sắc tiểu kiếm kia không có chủ nhân thao túng, uy lực cũng lập tức giảm đi, bị ô long đoạt của Hàn Lập mạnh mẽ đàn áp, tùy thời đều có thể đem phá hủy. Thấy sự việc hết thảy đều thuận lợi, Hàn Lập vui mừng ra mặt. Không nghĩ tới hắn mạo hiểm tấn công một kích lại hữu hiệu như vậy. Hắn sở dĩ không lấy huyết linh toàn trực tiếp công kích vào trái tim hoặc đầu của khúc hồn vì không nắm chắc phần lớn rằng mấy chỗ này trên thân thể của khúc hồn có phải là yếu hại hay không. Chỉ sợ nhiều lắm là làm trọng thương mà không thể đánh chết đối phương. Bởi vậy, còn không bằng dùng huyết linh toàn công kích vào cái viên đan màu lục kia. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, lục sắc đan hoàn sau khi bị một kích đánh vỡ tan, đối phương lại xuất hiện một vấn đề lớn như thế, ngã xuống tại chỗ. Xem ra lục đan này của đối phương có liên hệ rất lớn với nguyên thần, khó trách lúc trước hắn phun ra để đối địch lại xuất hiện thần sắc như thế. Không phải là kim đan do đối phương ngưng luyện khi đạt đến kết đan kỳ chứ? Hàn Lập không chút hảo ý ngầm đoán, lúc này nhóm khôi lỗi đang công kích sau khi hàn lập vung tay lên liền ngừng lại sau đó hắn hướng đối diện nhìn lại sau khi hào quang biến mất hàn lập rõ ràng nhìn thấy một thi thể đen đúa nằm trên mặt đất tuy nhiên không bị công kích đánh tan thành cho bụi cái này thật là đã nằm ngoài dự kiến của hắn chẳng lẽ bởi vì thân thể khúc hồn là cương thi nên bất đồng cùng với người thường sao hàn lập nhìn nhìn thi thể kia trầm ngâm một chút không có lập tức đi qua mà tay vung lên năm sáu cái hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện trong không trung sau đó Hàn Lập nhẹ nhàng hô một tiếng đi, nhất thời mấy viên hỏa cầu giống như tên nó bắn về phía thi thể kia. Sau vài tiếng phốc, phốc, Hàn Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể bị thiêu đốt kia. Trong lúc lửa cháy bốc lên, một quang đoàn xanh biếc to bằng quả trứng gà đột nhiên từ trong liệt hỏa bay ra, định hướng qua một bên bỏ chạy. Thấy cảnh này, trên mặt Hàn Lập phát lạnh, thân hình chợt lóe sau đó liền xuất hiện ngay sau quang đoàn, đưa tay chụp lấy quang đoàn, đồng thời bạch quang trên tay chói mắt, nhất thời quang đoàn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị Hàn Lập dùng 5 ngón tay mang linh lực bóp nát. Sau đó Hàn Lập nhoáng lên chuyển thân về bên người khúc hồn, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngọn lửa trên người khúc hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tu sĩ kết đan kỳ bất quá cũng chỉ như thế, một cái ảo thuật nho nhỏ liền có thể lừa nguyên thần hắn đi ra. Hàn Lập cúi đầu nhìn khúc hồn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp theo, Hàn Lập cẩn thận tra xét thương thế của khúc hồn một phen làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngoại trừ ngoài ra có chút cháy xem thì nội tạng cùng xương cốt đều hoàn hảo không tổn hao gì điều này làm cho hàn lập cực kỳ cao hứng mặc dù biết rõ khúc hồn này chính là một cương thi nhưng hắn bất chi bất giác đã xem nó như là một thủ hạ cực kỳ trung thành nếu có thể khôi phục như lúc đầu hắn tự nhiên cũng rất vui mừng huống hồ trong lòng hắn cũng có một cái kế hoạch cần phải có khúc hồn mới có khả năng làm được vì thế hàn lập xuất ra dẫn hồn chung gõ gõ một chút nhất thời khúc hồn vốn nằm trên mặt đất lúc này đứng thẳng lên, khôi phục vẻ cứng ngắc. Hàn lập gật gật đầu, tuy ra thịt có chút bị thương nhưng bằng lực khôi phục siêu cường của cương thi thì sẽ rất nhanh trở lại như xưa. Sau đó ánh mắt hàn lập hướng tới tiểu kiếm màu xanh đang phiêu phù tại không trung, mất đi chủ nhân nó đã hoàn toàn không nhúc nhích. Hàn lập trước tiên dùng ô long đoạt chậm rãi áp nén xuống, sau đó cẩn thận dùng thần thức xâm nhập vào bên trong, quả nhiên đã bị cản trở lại bên ngoài. Xem ra thực giống như trong truyền thuyết, không có tu vi kết đan kỳ, không có khả năng sử dụng pháp bảo vô chủ. Hàn Lập có chút ảo não thầm nghĩ, hôm nay cái pháp bảo này chỉ có thể nhìn chơi mà thôi. Chẳng qua Hàn Lập đối với pháp bảo này thập phần hứng thú, sau khi trải qua một phen thí nghiệm cẩn thận, rút cuộc yên tâm cầm vật ấy trên tay, thưởng thức tỉ mỉ. Bản thể đoàn kiếm này này chỉ dài có hơn một tấc dưới, không có linh lực của chủ nhân đưa vào, quang hoa yếu ớt đi không ít nhưng quanh thân lại tản mát ra một cỗ hàn khí minh mông, càng thêm vẻ mỹ lệ dị thường hơn nữa trên thân kiếm có khắc hai chữ cổ nho nhỏ hắn lập nhìn kỹ không khỏi nhẹ giọng đọc ra lục hoàng hàn lập vô cùng yêu thích bèn ngắm nghĩa trong chốc lát mới đem lục hoàng kiếm cẩn thận thu vào túi chữ vật đây chính là kiện pháp bảo đầu tiên hắn có được a sau đó hàn lập lại đưa mắt nhìn bốn phía xem xem còn sót lại cái gì ở chỗ đó hay không kết quả trên mặt đất có vô số điểm lục quang khiến cho hắn chú ý tới nhìn kỹ một lượt nữa đó chính là khỏa đan màu xanh bị huyết linh toàn kích vỡ nhưng hào quang bên trên vẫn không hề giảm. Hắn đi tới phía trước, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lên mấy mấy mảnh vụn này. Tuy chẳng biết chúng có tác dụng gì nhưng Hàn Lập cũng không bỏ qua, hắn đoán rằng vài thứ này có lẽ có chút quan hệ với kim đan của tu sĩ kết đan kỳ. Chương 344, đại trận diệt yêu. Hàn Lập cũng không có đem mấy mảnh bị vỡ này ra nghiên cứu kỹ mà tìm kiếm thấy phụ cận xem còn sót lại cái gì không, mới bắt đầu lo lắng đến cách thu thập con bọ ngựa kia. Hắn quyết không buông tha yêu thú này, dù không nói tới các thứ khác trên người nó, cặp chi trước cũng là tài liệu luyện khí hiếm có trong tu tiên giới. Cho nên cái ý niệm thu phục này con yêu thú liền hiện lên trong đầu, Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi vứt bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, phàm lại yêu thú bị tu sĩ điều khiển, đều là từ nhỏ đã bị hạ cấm chế rồi thuần hóa từng chút một, tự nhiên muốn đem một con linh thú cường đại không phải do mình nuôi dưỡng làm của riêng, sự tình này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến tu sĩ Ngự Linh tông kia cũng bởi vì mất đi thân thể mà biến thành một người khác, mới không thể khống chế được bọ ngựa kia. Nếu không yêu thú bậc này một khi thuần hóa thành thục, tất nhiên đều sẽ trung thành cả đời, không rời không quên, so với người còn một lòng một dạ hơn. Mà bây giờ phải trở về Liên Quân thất phái để báo sự tình này, Hàn Lập ngẫm nghĩ, vẫn không thể khẳng định được lời của tu sĩ Ngự Linh tông kia là thật hay giả, bởi vậy sẽ ở lại đây vài ngày nghe ngóng tin tức rồi mới tính sau. Dù sao tốc độ hắn cũng rất nhanh, cho dù muộn thêm mấy ngày cũng đều có thể đến đại doanh của thất phái đúng hạn. Vì thế, Hàn Lập bỏ ra thời gian một ngày, lặng lẽ bố trí điên đảo ngũ hành trận trong khu rừng rậm cách không xa sơn động đó. Lúc này đây, Hàn Lập cũng không phải giống như lúc đại chiến trong hoàng cung, phải vội vàng bố trí một bộ phận đại trận, mà là bày ra cả bộ trận kỳ cùng trận bàn, uy lực tự nhiên khác hẳn so với trước kia. Trong khi đó hắn thấy được con yêu thú kia một lần ra ngoài kiếm thức ăn thế nhưng lần này mang về lại là một con hổ đen cực lớn làm hàn lập than thở cả nửa ngày phải biết rằng hắc sắc lão hổ kia là lần đầu hắn nhìn thấy hiển nhiên không phải là dã thú bình thường chỉ tiếc là dị chủng như vậy lại rơi vào miệng con bọ ngựa kia cũng chỉ có thể thành một bữa ăn ngon lành mà thôi sau khi chuẩn bị đối sách hoàn hảo vào lúc giữa chưa hàn lập lặng lẽ tiềm nhập sơn động nhưng chỉ một lát thời gian sau chân hắn đạp thần phong chu từ bên trong cấp tốc bay ra bay thẳng đến phương hướng có đại trận bóng đen đằng sau đuổi sát không tha, đương nhiên con yêu thú bọ ngựa bị Hàn Lập làm kinh động. Bởi vì đại trận bố trí rất gần, Hàn Lập chân trước vừa rời sơn động chân sau đã tiến vào phạm vi bao phủ của đại trận. Dù cho con yêu thú kia có linh trí nhất định nhưng như thế nào lại có thể hiểu được trận pháp, rất dễ dàng trúng kế của Hàn Lập bị nhốt vào trong trận pháp. Trong hai ngày tiếp theo, Hàn Lập trước tiên tùy ý để cho yêu thú điên cuồng chạy loạn khắp điên đảo ngũ hành trận, phát huy hết mức hiệu quả huyễn cảnh vây địch của trận pháp, giam nó trong một địa phương rộng khoảng vài mẫu. Hai ngày tiếp theo, yêu thú đã có chút gần cốt dã rời. Khi nó muốn dừng lại thì hàn lập liền thả ra một đống khôi lỗi ở phía ngoài đại trận bắt đầu công kích, không ngừng quấy nhiễu làm cho yêu thú kia không thể nghỉ ngơi được một chút nào. Yêu thú bọ ngựa này tuy thuộc loại có lực công kích cực lớn nhưng khả năng phòng ngựa cũng thuộc loại bình thường, căn bản không dám để khôi lỗi công kích ở khoảng cách gần, đành phải múa may hai chi trước không ngừng để bảo vệ toàn thân. Kể từ lúc đó, thêm nửa ngày thời gian yêu thú rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa bắt đầu bị nhóm khôi lỗi đánh trúng thân thể tuy thương thế không lớn nhưng dĩ nhiên là thể lực đã bị làm cho tiêu hao hết mà lúc này hàn lập cũng luân phiên thay năm sáu lần linh thạch cho khôi lỗi thú thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm hàn lập liền phát động phù bảo tiểu đao màu vàng dưới sự yểm hộ của bọn khôi lỗi dùng một kích xuyên qua đầu con bọ ngựa giết chết ngay trong đại trận nhìn thấy đại công cáo thành hàn lập cũng khó nén hưng phấn đi tới bên thi thể yêu thú tiếp theo xuất ra ngân sắc cửa kiếm đem toàn bộ chi trước sắc bén cắt đứt sau đó lại ôm kỳ vọng rất lớn tìm kiếm một chút tại bụng của con yêu thú hắn hy vọng yêu thú này tốt nhất là ngũ cấp như vậy hắn có thể thu hoạch được một viên nội đan vô cùng chân quý đột nhiên trên mặt hàn lập lộ ra vẻ kinh hỉ nhưng lập tức lại trở nên cổ quái đang lúc kinh nhi bất định liền đem tay từ trong thi thể rút ra quả nhiên xuất hiện một vài quả hình trong kích thước giống nhau màu trắng sáng còn có một ít tơ máu chứng yêu thú hàn lập kinh nhi lẩm bẩm hắn lại trở nên hồ đồ, nhưng cũng không cho rằng mấy cái này là nội đan yêu thú. Nhưng kinh ngạc của Hàn Lập còn chưa chấm dứt, tiếp theo từ trong bụng con bọ ngựa móc ra thêm 6, 7 cái nữa, so với lúc trước còn nhiều hơn, hiện cũng có trên 10 quả. Hàn Lập nhìn nhìn mấy quả trứng này, không khỏi mặt giãn ra cười cười. Cái này thật đúng là chuyện tốt ngoài ý muốn, nhưng lập tức hắn nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nhíu mày, đưa ngón tay điểm lên trên một quả rồi nhắm mắt cảm ứng. Không bao lâu, Sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên không tốt, trong chúng đều không có một chút hơi thở sinh mệnh, hiển nhiên là mấy quả trứng chết. Sự tình như vậy đối với yêu thú thật sự rất thường xuyên. Dù sao yêu thú cũng không phải là côn trùng hay dã thú bình thường, đâu có dễ dàng sinh sản thế hệ sau như vậy. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, đem mấy quả còn lại kiểm nghiệm qua một lượt. Quả thực tất cả đều là trứng chết, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ buồn bực. Hàn Lập thầm tức giận, vốn đem mấy cái trứng này hỏa thiêu hết nhưng lại do dự một chút rồi xuất ra hộp ngọc cẩn thận thu vào con bọ ngựa này không phải là yêu thú bình thường cho dù là trứng chết nói không chừng cũng còn vài chỗ diệu dụng hàn lập có chút không cam lòng thầm nghĩ sau khi cắt xuống đôi cánh màu xám cho hàn lập liền đem thi thể yêu thú biến thành cắt bụi rồi bay lại phía sơn động tuy hy vọng không lớn nhưng hàn lập vẫn muốn nhìn xem có thu hoạch được cái gì không kết quả khi tiến vào trong động kiểm tra một lượt cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên trong một góc của sơn động hàn lập tìm được một bộ xương trắng mặc áo bảo màu cho bên hông còn nguyên vẹn một cái túi chữ vật hàn lập tay cầm túi chữ vật mà chống ngực đập thình thịch không ngừng không cần nói hắn cũng biết bạch cốt này khẳng định là di hài của vị tu sĩ ngự linh tông kia trước đó hắn vội vã xuất khiếu nguyên thần túi chữ vật tự nhiên không thể mang theo cái này làm hàn lập vừa mừng vừa sợ hàn lập đương nhiên không biết bởi vì tu sĩ ngự linh tông kia thương thế quá nặng thân thể lập tức tiêu vong nhưng vẫn còn cố xử lý hậu sự nhanh chóng mang theo lục hoàng kiếm đem non nửa linh khí ở trong kim đan ngưng tụ thành viên lục đan liền hốt hoảng cầm lấy hai vật ấy rồi nguyên thần xuất khiếu nếu muộn thì nguyên thần cùng thân thể sẽ đồng loạt tiêu vong đối với túi chữ vật của tu sĩ kết đan kỳ hàn lập tự nhiên tò mò vạn phần hắn miễn cưỡng ngăn chặn kích động trong lòng đem thần thức xâm nhập bắt đầu cẩn thận kiểm tra những thứ trong đó nhưng sau khi thần thức hàn lập xem xét một vòng thì hắn thiếu chút nữa ngất xỉu một cái túi chữ vật lớn như vậy thế nhưng đều là mấy thứ bình thường trong đó hơn phân nửa đều chứa thức ăn cho côn trùng hay yêu thú nào đó. Hàn Lập căn bản cũng không dùng đến, non nửa còn lại có chút khá hơn gồm các mẫu côn trùng các loại các dạng, trên mặt còn khắc tên của chúng. Hàn Lập cảm ứng một chút, hơn phân nửa côn trùng trong bình đều còn sống, điều này làm cho Hàn Lập cực kỳ kinh ngạc. Đã nhiều năm không có ai nuôi dưỡng chúng nó, thế nhưng lại vẫn còn sống, sinh mệnh lực thật sự là ngoan cường a. Mà mấy thứ Hàn Lập kỳ vọng như là phù lục cấp cao pháp khí cùng phù bảo trong túi chữ vật này một cái cũng không có, làm cho Hàn Lập nửa ngày cũng không nói được gì. May mắn là tại tầng dưới cùng của túi chữ vật, Hàn Lập cũng tìm được một cái lục sắc ngọc giản, mà thứ trong đó làm Hàn Lập vừa thấy đã động tâm. Bên trong là một ít tâm đắc bồi dưỡng kỳ trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông, chẳng những giới thiệu hơn ngàn chủng loại côn trùng kỳ lạ mà Hàn Lập chưa bao giờ nghe thấy, mà còn có một ít bí pháp bồi dưỡng, điều khiển chúng, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chính là bài danh cấp độ của mấy con yêu thú dựa theo trình độ lợi hại. Còn bọ ngựa kia tất nhiên cũng ở trong đó, rõ ràng là màu xám thế nhưng lại bị ghi là kim bối yêu lang làm cho Hàn Lập trừng mắt ra nhìn, có chút không thể lý giải. Tuy nhiên con yêu thú bọ ngựa này chỉ mới xếp thứ 73 mà thôi, phía trước còn có 72 chủng loại yêu trùng lợi hại hơn, đã kiến thức qua kim bối yêu lang khiến Hàn Lập cũng giật mình kinh sợ. Hàn Lập hứng thú xem hơn nửa ngày mới đem thần thức rời khỏi ngọc giản, sau khi trầm tư một lát liền bắt đầu dựa theo nội dụng giới thiệu về kỳ trùng, đối chiếu với mấy cái mẫu có trong tay. Kết quả, Hàn Lập càng xem càng cực kỳ bất mãn. Mấy con côn trùng này rút cuộc có tác dụng gì Hàn Lập tạm thời không nói tới, chỉ là bài danh của chúng đều rất thấp. Mà bài danh trước 100 cũng chỉ có hai chủng loại mà thôi, hơn nữa còn ở cuối bảng. Còn lại đại bộ phận đều bài danh thứ hai, 300. Hàn Lập không biết nếu mấy lời nén giận vừa nói bị tu sĩ ngự linh tông kia nghe được, tuyệt đối sẽ chỉ thẳng vào mặt hắn mắng to. Mấy cái kỳ trùng này nào có dễ gì mà thu thập được. Không cần nói tới bài danh 100, chỉ là bài danh trước ba bốn trăm cũng đều là chủng loại hy hữu trên thế gian, phải tốn tâm huyết vài trăm năm ra sức mới đoạt được tới tay. chương 345, tiểu lão đầu giữ trung thanh. Hàn lập xem qua vật phẩm trong túi chữ vật, liền không khách khí đem tất cả trong đó ném vào túi của mình, còn cái túi ban đầu thì dùng kiếm chém nát. Mặc dù túi chữ vật này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với cái của Hàn Lập, nhưng làm sao hắn dám tùy tiện mang theo bên người, nói không chừng mặt trên còn có chút dấu hiệu thì sao? Hàn Lập tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, nghĩ thấy cũng đến lúc rồi, liền mang theo khúc hồn, thay đổi phương hướng ngự khí đi tới Hoàng Phong Cốc mà không đến đại doanh của thất phái. Hàn Lập trong lòng ngẫm nghĩ, nếu đại doanh thật sự có biến cố gì, các phái khẳng định phải biết tin tức trước tiên, cho nên không bằng quay trở về trong cốc nghe ngóng phong thanh rồi mới tính sau, nếu vô sự thì đến đại doanh tập hợp cũng không muộn. Vì thế Hàn Lập mang theo khúc hồn, sau khi ngự khí phi hành 5 6 ngày, không gặp trở ngại gì, chạy tới Thái Nhạc Sơn mạch Hàn Lập cũng không có kinh động người nào, mà là trực tiếp lặng lẽ trở về động phủ của mình. Tiến vào trong động phủ, sau khi đem đại trận bên ngoài đóng lại, Hàn Lập trong lòng thoải mái rất nhiều, dù sao địa bàn của mình mới an toàn a. À. Hàn Lập không nghỉ mà tiến tới mật thất có linh nhãn chi tuyền. Quả nhiên hai quả trứng nhện đã ấp nở thành công, trong dòng suối phiêu phù hai con bạch chi chu to bằng nắm tay, tuy cái đầu không lớn nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Hai con nhện nhỏ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, bạch ảnh chợt lóe lập tức từ trong nước bắn tới. Hàn lập ban đầu cả kinh nhưng lập tức liền nghĩ tới cái gì đó, vì thế hắn cũng không có tránh né. Kết quả hai con nhện bay đến đứng vững vàng trên đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ tinh nghịch, bỏ lui bỏ tới trên người hắn, bộ dáng dường như cực kỳ quen thuộc. Hàn lập mỉm cười, xem ra lúc trước dùng tinh huyết hạ khống thần cấm chế thật đúng là đã có tác dụng, hai con nhện nhỏ này đã coi hắn như cha mẹ cho nên mới có biểu hiện thân thiết như thế. Trong lòng không ngớt vui mừng, hắn tò mò gỡ một con nhện xuống, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận xem xét. Tuy nói đến nhện làm cho người ta phần lớn đều có một cảm giác chán ghét đối với một loài vật xấu xí nhưng toàn thân con nhện lại phát ra ánh sáng màu trắng, thật sự cực kỳ xinh đẹp, làm cho ai nhìn thấy cũng yêu thích, không muốn rời tay. Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc nhất chính là nó đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 3, tầng 4. Đó là yêu thú bậc một cấp thấp hàng thật giá thật. Xem ra tiềm lực sau này thật không nhỏ a à. Lai nói tiếp, Bạch Chi Chu cũng nằm trong nhóm kỳ trùng kia, được xưng là huyết ngọc Chi Chu, bài danh ngoài thứ hạng 100. Tuy không lợi hại bằng kim bối yêu lang nhưng cũng coi như là một chủng loại hiếm thấy. Hàn Lập cùng hai con nhện nhỏ vui đùa trong chốc lát, liền đem bọn chúng bỏ vào trong một cái túi da mang trên người, lần sau trở về cũng không biết là lúc nào nữa, tự nhiên hắn muốn đem theo chúng nó để chậm rãi dạy dỗ cho tốt. Sau đó, hắn lại đi tới phòng ngủ của mình, từ dưới giường lôi ra một cái dương nhỏ, trong dương có các túi chữ vật chứa các loại phù lục, Hàn Lập tùy ý lấy hai cái, phù lục trước kia đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn phải bổ sung thêm một ít. Làm xong việc này, Hàn Lập để khúc hồn ở lại trong động phủ, còn mình thì nghênh ngang bay thẳng đến Hoàng Phong Cốc. Có lẽ bởi vì đại bộ phận nhân thủ đều đi tới đại doanh thất phái, trên đường Hàn Lập chỉ lác đác chạm chán vài tên đệ tử luyện khí kỳ, hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình trong cốc. Kết quả là vẫn không tìm được tin gì bất lợi, điều này làm cho hàn lập cũng có chút yên lòng tuy nhiên người này chỉ là đệ tử luyện khí kỳ hàn lập tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế suy nghĩ một chút liền đi thẳng đến bách dược viên tiểu lão đầu với thân phận trúc cơ trung kỳ chắc phải biết tin tức chính xác hơn một lát sau hắn bay đến trên bầu trời của bách dược viên nhưng lại bị trận pháp ngăn trở lúc trước khi hắn ra trận địa đã sớm đem lệnh bài trả lại cho tiểu lão đầu tự nhiên không thể tự do ra vào được nữa sau khi thấy qua uy lực của điên đảo ngũ hành trận, loại ảo trận cực kỳ đơn giản này của lão nhân, Hàn Lập không để vào trong mắt. Tuy nhiên Hàn Lập không muốn mạnh mẽ phá trận đi vào, mà là lấy một tờ truyền âm phù trên người ra, môi khẽ nhúc nhích vài cái, liền đem nó biến thành một đạo hỏa quang tiến vào bạch khí phía dưới. Trong chốc lát, bạch khí phía dưới xoay tròn chuyển động, sau đó lộ ra một cái thông đạo nhỏ rộng khoảng một trường. Hàn Lập khẽ cười, phiêu phiêu hạ xuống. Tại cuối thông đạo chính là trung tâm bách dược viên, ở đó đang có hai người đứng chờ hàn lập mã sư huynh lâu ngày không gặp hàn lập cười híp mắt nói với người kia người nọ đúng là chủ nhân của bách dược viên tiểu lão đầu hừ tuy là không gặp mặt nhưng ngươi lại tìm cho ta phiền toái a à. tiểu lão đầu cũng không có cấp cho hàn lập chút mặt mũi chỉ liếc mắt xem thường một cái ha ha chẳng lẽ đệ tử nhu thuận như tiêu cô nương sư huynh còn không hài lòng sao chứ hàn lập hướng tới vị sư huynh kia cười lớn trên mặt cô gái khẽ ửng hồng hướng Hàn Lập thi lễ, trong miệng cảm kích ân cần thăm hỏi. "Tiêu Thúy Nhi, tham kiến Hàn sư thúc, đa tạ đại ân của sư thúc, nữ tử nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái Tiêu lão gia tử." Tiểu lão đầu nghe Hàn Lập nói như thế, trên mặt cũng không lộ ra vẻ tức giận, còn muốn nói cái gì đó thì Hàn Lập lại ngắt lời. "Mã sư huynh, ta lần này đến có chuyện quan trọng muốn hỏi một chút, thật sự rất quan trọng." Hàn Lập thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tiểu lão đầu thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Lập khẽ nhíu mày xoay người hướng tiêu thúy nhi bên cạnh phân phó người đứng ở ngoài cửa canh chừng cho tốt ta cùng hàn sư thúc thương lượng chút sự tình vâng sư phó thiếu nữ cung kính đáp sau đó cũng không nói nhiều đi ra ngoài hành động nhu thuận nghe theo của tiêu thúy nhi rõ ràng làm tiểu lão đầu rất vừa lòng trong mắt thậm chí lộ ra một tia yêu mến hàn lập thấy vậy trong lòng cũng cười thầm vị mã sư huynh này ngoài miệng thì nói mình đem phiền toái cho lão nhưng trong lòng thì lại sủng ái tiêu thúy nhi như vậy thật sự ra mà thật dày a à. tiểu lão đầu dẫn Hàn lập vào trong phòng khách ngồi xuống rồi mới nhàn nhạt hỏi sư đệ người hiện tại không phải ở đại doanh tại biên giới sao như thế nào lại rảnh chạy tới chỗ ta hỏi han thế này có sự tình gì trọng đại nói cho ta nghe xem nào vị mã sư huynh thần sắc lộ ra như không có việc gì khục nói đến cái này Hàn lập hít một hơi cười khổ nói Hàn lập bởi vì cùng với tiểu lão đầu tương giao đã nhiều năm biết vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt nhưng kỳ thật tâm địa cũng không xấu, bởi vậy hắn đem sự tình khi mình trở về thì gặp vị tu sĩ ngự linh tông kia đại khái nói qua một lượt, đương nhiên tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu, chủ yếu là nói tới chuyện linh thú sơn có thể là nội ứng của ma đạo. Tiểu lão đầu vẻ mặt bình thản nghe xong lời của Hàn Lập, bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ. Có đến nửa ngày sau, thần tình lão mới cổ quái chậm rãi hỏi. Hàn sư đệ, ngươi diệt nguyên thần của một gã tu sĩ kết đan kỳ linh thú sơn có thể là nội ứng của ma đạo lão căn bản là không tin bộ dạng phảng phất như là đang nói chuyện đâu đâu vậy thấy tình hình này vẻ mặt hàn lập khổ sở cũng khó trách được đối phương có bộ dạng như thế cho dù ai nghe xong tin tức này chỉ sợ nhất thời cũng không tin tưởng được nhưng hàn lập nhíu khẽ hai hàng lông mày nói ta chính là không biết tin tức này có thật hay không mới muốn trở về cốc xem thử từ đại doanh có tin tức gì truyền tới nếu là không có ta mới yên tâm đi ở trước mặt tiểu lão đầu hàn lập thấy cũng không có gì phải che giấu lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tính mạng của mình không có gì tiền phương truyền đến đều là muốn vận chuyển thêm nhiều vật tư linh thạch căn bản không có bất cứ tin tức gì bất lợi cả hết thảy đều cực kỳ bình thường tiểu lão đầu xác nhận nghe được mấy lời vừa nói hàn lập mới thở phào một hơi sờ sờ mũi lẩm bẩm nói theo như lời sư huynh thì từ đầu đến cuối ta đều bị tên gia hỏa kia lừa sao Ta nên mắng to ba tiếng để phát thiết buồn bực hay là nên cười to ba tiếng để chúc mừng cho sự bình yên của đại doanh. Vừa nói xong, đương đương hai tiếng chuông lớn từ hướng nghị sự điện truyền đến. Tiểu lão đầu cùng Hàn Lập không khỏi nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đại biến. Tiếng chuông vang lên ước chừng trong thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới ngừng lại. Tiểu lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm hít một hơi mới trầm giọng nói. Vang lên 81 tiếng, chấm xem ra tin tức của sư đệ hơn phân nửa là thật, tình huống đích thực không ổn, đi thôi, đi xem rút cuộc là tại sao, không nhất định là phải có quan hệ với tin tức của ta. Hàn Lập im lặng trong chốc lát bình thản nói, hư, không phải mới là lạ, nếu không phải tiền phương đại bại, như thế nào lại là 81 tiếng chuông của Kinh Long Trung, đại biểu cho dấu hiệu diệt môn. Tiểu lão đầu cười lạnh nói, mươi 346, lệnh hồ lão tổ, Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng, tiêu thúy nhi thủ ở cửa nghe được một hồi chuông lớn, không khỏi kinh hoàng hướng tiểu lão đầu nhìn lại. Tiểu lão đầu nhíu mày, sau đó đi qua nói nhỏ vài câu, vẻ mặt của cô gái mới khôi phục lại bình thường. Sau đó lão vẫy gọi Hàn Lập một cái, hai người ngự khí bay lên trời, đi thẳng đến nghị sự điện. Dọc đường đi, Hàn Lập nhìn thấy phần đông tu sĩ đều bay về cùng một hướng, phần lớn đều là đệ tử luyện khí kỳ. Có thể thấy được thực lực trong cốc rất kém, như vậy nếu mà đạo thực sự tấn công tới thì cho dù có thêm sự trợ giúp phòng thủ của hộ phái đại trận cũng không thể kiên trì được lâu. Vẻ mặt nặng nề, trên đường hai người không nói một lời. Trong chốc lát đã đi tới trước một thạch điện rất lớn. Lúc này, trước cửa điện tụ tập hơn một ngàn tu sĩ, nhưng đều bị thủ vệ chặn lại, chỉ cho những người có tu vi trên trúc cơ kỳ đi vào nghị sự điện. Hàn lập cùng tiểu lão đầu dĩ nhiên đủ điều kiện, yên lặng bước qua trước ánh mắt phức tạp của mọi người. Vừa tiến vào đại sảnh của nghị sự điện, Hàn lập lập tức sững sờ. Bởi vì khung cảnh bên trong không hỗn loạn như trong tưởng tượng giống như kiến bò trên chảo lửa, ngược lại gần 100 tu sĩ đều yên lặng không một tiếng động. Vẻ mặt mọi người đều cung cẩn, hướng ánh mắt nhìn lên người chủ tọa. Người này đương nhiên không phải là trưởng môn trên danh nghĩa của Hoàng Phong Cốc Trung Linh Đạo, bởi vì bản thân Trung Đại trưởng môn đang thành thật đứng ở một bên. Mà ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả mặc áo gấm, dâu tóc bạc phơ. Lão giả khuôn mặt vàng vọt, một đôi mắt nhỏ ảm đạm vô hồn, đích thực là một người vô cùng xấu xí. Nhưng không hiểu tại sao, Hàn Lập vừa nhìn thấy người này thì tim đập nhanh một chút, tay chân run rẩy khó có thể kiềm chế được. Tại sao lại thế này? Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên tự hỏi. Lão giả vừa thấy Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đi vào, liền khẽ liếc mắt một cái. Nhưng cái liếc này khiến cho cả người Hàn Lập lạnh lẽo, trong lòng cực kỳ khó chịu tựa như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, sắc mặt không khỏi đại biến. "Ồ, nguyên thần tu luyện không tồi, là rèn luyện theo công pháp tu luyện nguyên thần sao?" Lão giả sau khi nhìn qua Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi. Hàn lập nghe nói thế trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn càng không thể tưởng tượng đó là trên người lão giả không hề cảm ứng thấy có linh lực tồn tại. Việc này chỉ có thể giải thích rằng do tranh lệch tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện loại cảm giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ kết đan kỳ như Lý Hóa Nguyên cũng không cho hắn cảm giác đó. Chẳng nhẽ vị này là, Hàn Lập suy nghĩ qua một chút, trong lòng không khỏi hoảng sợ, tí tức giận đã sớm vứt bỏ ngoài chín tầng mây, ngược lại cực kỳ cung kính trả lời. Khải bẩm tiền bối, công pháp tại hạ đang tu luyện quả thật có quan hệ đến nguyên thần, ánh mắt tiền bối thật là tinh tường. Hàn lập nói nịnh lão giả một câu, cẩm y lão giả nghe hàn lập nói xong, cười nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng xua tay. Hàn lập cùng tiểu lão đầu lập tức hiểu ý, đứng vào trong đám người. Đợi thêm một lát ước chừng xong một bữa cơm, lại có thêm mười mấy tu sĩ chúc cơ kỳ kéo đến. Lúc này, trung linh đạo mới cung kính hướng phía lão giả nói. Lão tổ, Sĩ Trúc cơ hiện có trong cốc đã đến đủ. Mà Hoàng sư thúc đang ở Thiên Thạch Phong, chỉ sợ nhất thời khó có thể đến được. Cẩm Y lão giả nghe nói thế, nhíu mày nhưng thần sắc liền khôi phục lại bình thường, phân phó. Cho dù không đến cũng không sao, hiện tại cứu người như cứu hỏa, không cần chờ hắn, cứ bắt đầu đi. Dạ, lão tổ nói phải, Trung Linh đạo phụ họa nói. Cẩm Y lão giả nghe xong cười hắc hắc, không nói gì. Chư vị sư huynh đệ, ta giới thiệu với mọi người một chút vị này chính là lệnh hồ lão tổ mà mọi người đã nghe nói từ lâu. Lão tổ 300 năm trước đạt tới Nguyên Anh Kỳ, là thái thượng trưởng lão duy nhất của bổn môn. Hiện tại do bổn môn gặp phải nguy cơ diệt môn trước nay chưa từng có, vì thế mọi việc sau này đều do lão tổ an bài. Trung Linh đạo nói xong một tràng dài, liền tự giác đứng sang một bên. Mọi người phía dưới tuy phần lớn đều đoán được thân phận của lão giả, nhưng sau khi nghe xong cũng không khỏi nổi lên một trận sao động, dùng ánh mắt khác thường nhìn vị lệnh hồ lão tổ này. Đây là tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất của Hoàng Phong Cốc gần nghìn năm trở lại đây, nghe nói đã gần 800 tuổi, có thể xưng là bất lão ông của Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ lão tổ nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới, liền khẽ ho khan một tiếng, đại sảnh lập tức im lặng. Ai dám không nể mặt lão tổ tông A, các ngươi một khi đã nghe được âm thanh của Kinh Long Trung, ta cũng không nói những điều vô nghĩa nữa. Hiện tại liên quân thất phái ở tiền phương đã đại bại. Tu sĩ bên ta chết rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng chống đỡ tại phòng tuyến thứ hai, nhưng thất bại chỉ là chuyện sớm chiều không thể tránh khỏi lão giả vừa nói xong mấy câu đó phần đông tu sĩ trong sảnh biến sắc hàn lập cùng tiểu lão đầu thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái chỉ có thể nghĩ thầm không nói gì lão tổ sao có thể như vậy ngày quyết chiến giữa chúng ta với ma đạo chưa tới rõ ràng còn hơn một tháng mà một vị tu sĩ trung niên nhịn không được đứng ra hỏi chính là bởi vì mọi người có ý nghĩ giống ngươi cho nên mới bị ma đạo đánh lén đến nỗi đại bại đó Cẩm Y lão giả khuôn mặt trầm xuống, không khách khí khiển trách. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ bừng, thi lễ xong vội vàng lui trở lại. Nhìn thấy kết cục của hắn, những người khác đều biết tự lượng sức mình, tuy trong lòng nghi vấn trùng trùng, nhưng vẫn lẳng lặng nghe lệnh Hồ lão tổ nói. Kỳ thật đại chiến lần này thất bại, cũng không thể hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề phòng sự gian trá của đối phương, mà là trong thất phái chúng ta có phản đồ. Bọn Linh thú Sơn thừa dịp đến phiên cảnh giới liền tự mình mở đại trận cho người ma đạo tiến vào. Do vậy mới xảy ra đại bại, lão giả nói xong lộ vẻ tức giận, nghe thấy vậy phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra, nhất thời đều mắng to phản đồ Linh thú Sơn kia không dứt, phía dưới lại trở lên có chút hỗn loạn. Tốt lắm, giờ nói mấy cái này còn có ích gì? Đối phương cao tay hơn chúng ta một bậc, chỉ có thể cam bái hạ phong. Hôm nay trọng yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn phải biết rằng số tu sĩ ở tiền phương còn lại nhiều lắm là giúp chúng ta tranh thủ được hai ba ngày chúng ta phải sớm rời khỏi việt quốc mới được lệnh hồ lão tổ cực kỳ bình tĩnh nói rời khỏi việt quốc những lời này vừa nói ra cả đại sảnh tĩnh lặng không ai mở miệng tựa hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng đối với những tu sĩ sinh ra và lớn lên tại việt quốc mà nói ly khai quê hương thật sự quá khó khăn nhất thời không ai mở miệng phụ họa lời lão giả như thế nào không đành lòng sao Lão giả lạnh nhạt nói, không ngạc nhiên, tựa như sớm đã dự đoán được tình hình. Lão tổ, lão nhân ra người cùng Nguyên Anh kỳ tiền bối khác ra tay, cũng không thể đánh lui được ma đạo hay sao? Rốt cuộc một người thanh niên 30 tuổi có chút trần chờ hỏi. Đương nhiên có thể, mấy lão gia hỏa chúng ta cùng liên thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt những tu sĩ ma đạo đang cùng các ngươi rằng co. Lão giả không chút do dự trả lời, nhưng lão tổ như thế nào? Nhưng các ngươi đừng quên rằng, ma đạo lục tông đã có thanh danh lớn như vậy, Số tu sĩ nguyên anh kỳ sao lại ít được? Mấy người chúng ta đã gặp qua mấy tên gia hỏa trong số đó, kết quả rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy đối phương buộc chúng ta phải thể độc, giống như bọn họ đều không được tự mình tham gia. Tràng đại chiến này chỉ có thể hạn chế tại tu sĩ kết đan kỳ. Lệnh Hồ lão tổ khẽ thở dài một hơi, nói ra những bí ẩn ngoài dự kiến. Hàn Lập phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra, vì sao không thấy tu sĩ cấp bậc nguyên anh kỳ xuất hiện trong cuộc chiến. Không chạy đến lúc đó cả hoàng phong cốc bị người ta bao vây trùng trùng quăng một mẻ lưới bắt hết ta vì vướng lời thề không thể ra tay cứu giúp được bởi vậy ta đã quyết định cả môn phái rời khỏi việt quốc hơn nữa không riêng hoàng phong cốc năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến thoái như thế tại nơi mới chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi đến khi thực lực cường đại có thể chiếm lại việt quốc lênh hồ lão tổ cười lạnh nói hiển nhiên rời khỏi việt quốc cũng không phải là sự tình không thể tiếp thụ được Nghe thấy lệnh Hồ lão tổ nói như thế, những người khác cho dù có bất đồng ý kiến cũng không dám nói ra. Đành phải tuân theo sự sắp đặt của lão, các sự tình khác đều dễ làm, nhưng có một việc nguy hiểm cần phải có người đi. Lệnh Hồ lão tổ bỗng nhiên nói một câu làm mọi người dùng mình, không khỏi nhìn nhau. Những người bên dưới được ta chỉ định, theo ta đi ra hậu điện, những người khác lưu lại nghe trung trưởng môn an bài công việc. Nói xong, lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mặt không chút thay đổi, đi xuống phía dưới làm mọi người tiếp tục ngạc nhiên. Ngươi, cả ngươi nữa." Lão không khách khí liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra hơn nửa số người ở đây. Hàn Lập và tiểu lão đầu đều cùng ở trong nhóm đó. Sau khi chỉ xong, vị lão tổ này liền đi ra phía sau. Hàn Lập cùng những người khác có chút bất an, do dự, cuối cùng cũng thành thành thật thật đi theo. Chương 347, Triệt Ly. Lão giả đang đứng trong hậu điện, hai tay chắp sau lưng. Thấy đám người Hàn Lập gồm có vài chục tu sĩ tiến đến, thần sắc lão giả không đổi nói những người các ngươi ta vừa rồi có xem xét qua đều có tư chất không tệ hoặc công pháp tu luyện đặc thù bởi vậy các ngươi là mồi lửa cho việc đông sơn tái khởi của bổn phái cho nên cho các ngươi nửa ngày thời gian trở về thu xếp sau đó hoàng sư điệt sẽ mang các ngươi lập tức xuất phát vừa nghe lời này tất cả mọi người đều ngẩn ra cũng có người kinh nghi hỏi lão tổ không phải mà đạo cần hai ngày nữa mới công phá được phòng tuyến sao vì sao phải vội vàng như vậy hư phòng tuyến phía trước chính xác cần có hai ngày thời gian mới công phá được nhưng các người có nghĩ đến đối phương cứ thế mà nhìn những người lưu thủ của chúng ta rút lui sao chứ bọn họ phái người lẻn qua phòng tuyến tập kích các phái phòng trừng nhiệm vụ của bọn họ không phải là tiêu diệt các phái mà chính là làm cho chúng ta không thể thuận lợi triệt ly mà thôi cho nên phải bỏ mặc những người ở bên ngoài tranh thủ thời gian để các người rời đi nhưng nếu các người thừa dịp thời gian chuẩn bị mà tiết lộ việc này với đám người bên ngoài khiến cho mọi việc hỗn loạn ta sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ. Thanh âm lãnh khốc vô cùng của cẩm y lão giả vang lên, làm cho các tu sĩ trong lòng phát lạnh. Dạ, đám người hàn lập tự nhiên không dám có lời dị nghị, tất cả đồng thanh cung kính đáp sau đó đi thu thập đồ đạc. Trên đường trở về, hàn lập cùng tiểu lão đầu chia tay giữa đường, hai người tâm tư đều nặng nề. Bởi vì động phủ ở quá xa, cho nên sau khi chia tay, hàn lập dùng thần phong chu toàn lực phi hành để sớm có thể về tới nơi ở. Lúc này trong lòng hàn lập cực kỳ phức tạp, nếu như nghe lời lệnh hồ lão tổ rời bỏ việt quốc tự nhiên là tính mạng không cần phải lo lắng ngoài ra bởi vì nhân thủ thiếu thốn nên sẽ được coi trọng nhưng đồng dạng về sau muốn xây dựng lại hoàng phong cốc muốn ở quốc gia mới có địa bàn mà bản thân lại là một trong số không nhiều lắm tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại khẳng định là có rất nhiều việc vụn vặt quấn lấy thân tuyệt đối không có nhiều thời gian dành cho tu luyện như vậy đợi cho tất cả mọi việc ổn định sáu phái hồi phục được nguyên khí thì cơ hội tiến vào kết đan kỳ cũng đã qua đây chính là sự tình mà Hàn Lập rất không muốn thấy. Mà nếu như giờ mình trốn đi, Hàn Lập lại không biết bản thân có bị lão quái vật kia dùng thần thức giám thị không. Nói không chừng hành động hơi có chút bất thường liền sẽ bị nhận ra, lúc đó việc đào binh của mình khẳng định sẽ chết không chỗ chôn a. À. Trong lòng Hàn Lập rất hối hận, sớm biết rằng sự tình hỏng bét đến bước này, sao lại không tự mình bỏ sang nước khác, còn trở lại làm chi? Hàn Lập trong lòng bất đắc dĩ về tới động phủ, tiến vào trong động, hắn vội vàng tiến tới phòng ngủ lấy ra túi chữ phù lục dưới giường, tiếp theo lại tới tàng chữ thất, thu hồi tất cả chân hy dược tài còn lại. Cuối cùng mới tới phá hủy tòa mật thất chứa linh nhãn chi tuyền và che giấu nó cẩn thận. Hiện tại không thể di chuyển được linh vật này, Hàn Lập cũng không hy vọng bị người ma đạo phát hiện sử dụng. Làm xong tất cả mọi việc, Hàn Lập trở lại nội phủ, kiểm tra kỹ lại một lượt. Thấy không có gì còn sót mới rời khỏi, đem trận kỳ cùng trận bàn của điên đảo ngũ hành đại trận tất cả đều thu hồi cho vào túi chữ vật. Bởi vì trận pháp biến mất, cửa của động phủ lập tức xuất hiện, hai hàng lông mày hàn lập giãn ra, bỗng nhiên phóng ra hai đạo ô quang, sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm cả tòa núi nhỏ đã bị phá hủy, đá núi sụp đổ đem động phủ hoàn toàn che giấu đi. Sau đó hàn lập trên không trung bay quanh một vòng, rồi mới rời khỏi. Khi Hàn Lập về tới nghị sự đại điện thì phần lớn mọi người cũng đã đến, nhưng làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn đó là ngoài vài chục tu sĩ trúc cơ kỳ ra còn có mấy trăm tên đệ tử luyện khí kỳ cũng ở đó. Những người này chẳng nhẽ cũng muốn đồng loạt rời khỏi?" Hàn Lập nghi hoặc thầm nghĩ, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tiểu lão đầu và Tiêu Thúy Nhi đứng cùng một chỗ, đang thấp giọng nói cái gì đó, thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập không khách khí đi đến. "Hàn sư thúc." Tiêu Thúy Nhi nhìn thấy Hàn Lập đến liền chào một tiếng. Hàn Lập cười, gật gật đầu, liền quay sang nói với Tiểu lão đầu. "Tại sao lại thế? Mấy đệ tử luyện khí kỳ chẳng nhẽ đồng loạt triệt ly cùng chúng ta hay sao?" vì không để người khác chú ý nên âm thanh của hàn lập rất bé phải đó không thể dễ dàng buông bỏ đệ tử này của ta cùng ở trong nhóm có tư chất tuyệt hảo đó tiểu lão đầu nhàn nhạt nói và khi nhắc đến tiêu thúy nhi thì lão lộ ra vài phần ngạo nghễ điều này làm cho hàn lập cảm thấy buồn cười sau một khoảng thời gian lệnh hồ lão tổ cùng một gã trung niên cường tráng đi vào vừa nhận được tin tức xuất hiện tung tích của tu sĩ ma đạo các ngươi lập tức xuất phát về sau làm theo an bài ta sẽ hướng sự chú ý của địch nhân vào những người còn lại trong cốc." Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt trầm trọng nói. Nghe được lời của Lệnh Hồ lão tổ, đám người Hàn Lập không khỏi khiếp sợ. "Ma đạo đến thật là nhanh a." À. Mà Trung Niên Nhân bên cạnh Lệnh Hồ lão tổ lạnh lùng nói một câu. "Thời gian cấp bách, ta không nói nhiều, lần này mọi người theo ta rút lui, yêu cầu tất cả đều nghe theo phân phó của ta, người nào không nghe theo, ta sẽ xem như phản đồ, trực tiếp xử lý." Phía dưới lập tức xuất phát vị này thật là dứt khoát nhanh chóng a à. nói mấy câu xong liền hướng đến lão giả thi lễ một cái rồi dẫn đầu đi ra khỏi đại điện những người khác sau khi sửng sốt liền lập tức bám sát theo vì thế đội ngũ mấy trăm người bay lên phía trước đại điện sau đó theo hướng đông bắc cấp tốc phi hành sau hơn nửa ngày toàn bộ đội ngũ ra khỏi thái nhạc sơn mạch sau đó tốc độ nhanh hơn vài phần cấp tốc đi tới hàn lập chân đạp thần phong chu bay tại vị trí đầu đội ngũ lão đầu thấy thần phong chu của Hàn Lập còn có khả năng mang thêm người, liền không khách khí để Tiêu Thúy Nhi đứng lên, làm cho hắn chỉ có thể cười vài tiếng, không thể nói được cái gì. Nhưng khi đội ngũ bay khỏi Thái Nhạc Sơn mạch hơn trăm dặm, đột nhiên phía sau bay tới một đạo bạch quang chói mắt, trong chớp mắt liền vào tới phía trước nhóm tu sĩ, rơi vào trên tay Hoàng Sư Thúc, đó là một thanh tiểu kiếm bạch quang lấp lóe, phía trên có mang theo một khối ngọc giản. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, làm cho cả đội ngũ ngừng lại sau đó hắn tháo ngọc giản xuống, tùy tiện ném tiểu kiếm lên không trung, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang theo đường cũ trở lại. Hoàng sư thúc dùng thần thức tiến vào trong ngọc giản xem xét kỹ, nhưng một lát sau sắc mặt khó coi xuất hiện, lập tức cúi đầu trầm tư, hiển nhiên là gặp phải sự tình khó xử. Nhưng ai là tu sĩ trúc cơ kỳ tiến lên, sự tình có biến, ta muốn phân phó nhiệm vụ lại lần nữa. Trung niên nhân bỗng nhiên quay đầu nghiêm mặt nói, lời này làm hàn lập cùng mọi người sững sờ, sau khi liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên nghe lời ngự khí tiến lên, tiêu thúy nhi nhu thuận vội vàng nhảy khỏi thần phong chu. Sư thúc, có chuyện gì thế? Nhìn thấy trung niên nhân được phi kiếm truyền tin cũng không phải chỉ có một, hai người. Lão tổ truyền tin đến, chúng ta chân trước vừa mới rời đi, mà đạo chân sau đã tới, hơn nữa hình như bọn họ biết được kế hoạch rút lui của chúng ta, hiện tại binh chia hai lộ, một lộ vây khốn hoàng phong cốc, lộ còn lại đang hướng chúng ta đuổi theo. Vì vậy để cho phần lớn mọi người thoát đi, ta cần một nhóm người cùng ta đánh lạc hướng ma đạo. Ta sẽ chỉ định một người dẫn dắt tất cả tiếp tục rời khỏi Việt Quốc. Hoàng sư thúc lạnh như băng nói, nghe được lời nói của trung niên nhân, những người khác trong lòng phát lạnh. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, nhiệm vụ này rõ ràng là cửu tử nhất sinh A. À. Bất chấp ánh mắt trốn tránh của đại đa số, Hoàng sư thúc không khách khí chỉ chỉ điểm điểm một lúc liền lấy ra hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất hạnh là Hàn Lập cũng ở trong nhóm đó, còn tiểu lão đầu thì không những người bị chỉ định sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai nói không đi. Bởi thế, Hoàng Sư Thúc phung tay lên, những người khác tiếp tục nhanh chóng phi hành, chỉ còn lại bọn Hàn Lập cô đơn, lạc lỏng đứng đó. Tốt lắm, hiện tại thời gian cấp bách, ta biết đại đa số các người không xem trọng nhiệm vụ lần này. Nhưng là ta không yêu cầu các người ngạnh kháng địch nhân, chỉ cần các người đánh lén đối phương, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, che giấu vết tích của đội ngũ phía trước là được. Trung niên nhân khẩu khí có chút hòa hoãn nói, tiếp theo lấy ra trên người hơn 20 ngọc giản màu xanh biếc. Ngọc giản này là bản đồ, nhớ kỹ rồi hủy đi. Nếu trong chốc lát mà bị thất lạc, có thể dựa theo địa điểm trên bản đồ trở lại tụ tập. Hoàng sư thúc nói xong, khoát tay, hơn 20 đạo lục quang bay ra, trước mặt mỗi người đều có một khối. Nghe thấy Hoàng sư thúc nói thế, sắc mặt những người khác tốt hơn nhiều. Một khi đã không phải mặt đối mặt ngạnh kháng ma đạo, cơ hội sống sót lớn hơn rất nhiều. Vì thế mọi người đều cầm lấy ngọc giản, bắt đầu ghi nhớ bản đồ. Tuy Hàn Lập nắm ngọc giản trong tay, nhưng chỉ xem qua một lần, không có để trong lòng. Bởi vì lần này lưu hắn lại để cản trở địch nhân chính là một cơ hội thoát thân khó có được của Hàn Lập, vì mục tiêu kết đan kỳ, hắn không muốn đi chung một con đường với Hoàng Phong Cốc cho đến cuối cùng. Chương 348 Thiên Hỏa Thuật, thấy mọi người đem toàn bộ ngọc giản phá hủy, Hoàng sư thúc lộ ra thần sắc vừa lòng. Sau đó hoàng quang trên tay chợt lóe, một lá cờ nhỏ, dài hơn một thước xuất hiện trong tay toàn thân nó trắng như tuyết, nhưng lại tản ra hào quang màu vàng, làm cho người ta không thấy được trên mặt vẽ vật gì. Ta sẽ dùng phong vân phiên này che giấu hành tung của mấy vị sư điệt, sau đó đợi địch nhân đi qua sẽ suốt kỳ bất ý đánh lén. Hoàng sư thúc sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung lá cờ nhỏ trong tay, vô số bạch sắc vũ khí lập tức xuất ra, trong nháy mắt liền hình thành một đám mây trắng to lớn rộng hơn 10 trượng bao phủ lấy đám người Hàn Lập ở bên trong. Bọn tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, Nhìn thì thấy đám mây này cực kỳ dày đặc nhưng không biết vì sao bọn họ ở trong lại không có cảm giác mơ hồ, không rõ, thật sự là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo a. À. Vì thế dưới sự thi pháp của Trung Niên Nhân, đám mây mang theo mọi người cấp tốc hướng lên trên bay đi, đảo mắt liền xen lẫn với các đám mây trắng khác, căn bản không thể phân biệt được. Hàn Lập thấy vậy líu lưỡi không nói nên lời, pháp khí thanh hỏa trướng của hắn mặc dù cũng có khả năng biến ảo ra mây mù dày đặc nhưng hoàn toàn không thể so sánh với phong vân phiên này a. À chẳng những phạm vi nhỏ bé, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng cho chính mình, đồng môn nếu tiến vào trong độc vụ thanh hỏa sợ rằng sẽ bị trúng độc. Ngẫm nghĩ vậy nên Hàn Lập không nhịn được nước mắt nhìn Hoàng Sư Thúc một cái. Chỉ thấy hắn ở giữa đám mây mù, mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi, thân hình không nhúc nhích, nhưng phía sau có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác đứng, tựa hồ đang làm nhiệm vụ hộ pháp. Hàn Lập ngẩn ra một chút, nhưng lập tức hiểu đối phương đang dùng thần thức siêu tìm tung tích địch nhân nhưng với thần thức cường đại của tu sĩ kết đan kỳ, động tĩnh trong phạm vi trăm giảm cũng có thể cảm ứng được một phần sao. Hàn lập thấy vậy, đồng dạng cũng ngồi ở trên thần phong chu dưỡng thần, đại chiến rất nhanh sẽ đến nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà khúc hồn vẫn đứng phía sau không nhúc nhích, bộ dáng rất trung thành. Sau thời gian một canh giờ, Hoàng Sư Thúc đột nhiên nói. Địch nhân đã tới nhưng trạch chỗ chúng ta ước chừng khoảng hai dặm, nhất định phải chạy tới bầu trời trên con đường họ đi qua. Vị này nói xong liền hô một tiếng, không có dẫn theo vân vụ bay đi. Mọi người ở trong mây mù tự nhiên không dám thoát ly, tất cả đều ra sức, ngự khí theo sát Hoàng sư thúc. Hàn Lập thấy vậy, lại nhíu mày, trên đường phi hành lấy ra cự kiếm màu bạc, ném cho khúc hồn ở phía sau. Mặc dù không biết có lợi ích gì không nhưng có thể gia tăng một chút lực chiến đấu thì vẫn tốt hơn. Ở đây rồi, địch nhân sẽ nhanh chóng tới đây, mọi người chuẩn bị đi. Một lát sau đám mây to lớn đã bay đến trên bầu trời nơi người ma đạo phải đi qua. Hoàng Sư Thúc liền không khách khí hạ lệnh. Nhất thời mọi người đều xuất ra pháp khí, dốc sức gia tăng pháp thuật phòng hộ trên người, các màn hào quang sáng lên. Hàn Lập từ trên thân lấy ra hai quả cầu xanh, đỏ, nhẹ nhàng ném một cái. Một âm thanh trầm muộn vang lên, rồi một luồng khói nồng đầm hai màu từ trên hai quả cầu phun ra, nhanh chóng vây quanh Hàn Lập. Trong chớp mắt liền hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn đường kính khoảng 5, 6 trượng, làm cho thân hình Hàn Lập hoàn toàn biến mất hắn đã lợi dụng thanh hỏa chướng hình thành nên phòng hộ, làm cho các đồng môn gần đó cực kỳ kinh ngạc. Chẳng biết Hàn Lập có dụng ý gì, Hàn Lập cũng không có tâm tư để chú ý đến đồng môn của mình, mà một tay cầm chặt quy sát pháp khi, tay khác cầm một phi đao màu lam bình thường chứ không phải cầm cặp ô long đoạt kia. Hắn rất rõ ràng mình đang làm cái gì, đối với hắn mà nói, pháp khí công kích càng thấp thì càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể sau khi đánh lén, không bị các nhân vật độc ác nhìn chòng chọc, chọc, mới càng dễ dàng thoát thân. Dưới sự ngưng thần chờ đợi của mọi người, thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa khắc đã hết, nhưng vẫn không có bóng dáng địch nhân. Đại bộ phận đã có chút lo lắng cùng không kiên nhẫn, không khỏi nghi hoặc nhìn qua Hoàng Sư Thúc. Trung niên nhân đồng dạng cũng một bụng đầy ngờ vực, sau khi ngẫm nghĩ một chút liền chậm rãi nói. Mọi người không cần gấp, ta sẽ dùng thần thức siêu tìm lại. Nói xong liền ngồi xuống, nhưng chưa kịp để hắn thực hiện hành động thì trên đầu bỗng nhiên chuyển tới tiếng nổ kinh thiên động địa, lúc đầu là đứt quáng, có một hai tiếng nhưng rất nhau sau đó liền vang vọng cả trời đất liên miên một loạt tất cả mọi người hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn trời kết quả là tất cả những thứ đập vào mắt làm tu sĩ hoàng phong cốc sắc mặt đại biến chẳng biết từ khi nào bầu trời đã đỏ bừng một mảng mây mù phía trên đều biến thành những dáng mây đỏ thầm rất giống dung nham đang không ngừng quay cuồng sản xuất ra từng đám bọt nước âm thanh nổ vang thật lớn kia kỳ thật chính là do tiếng vỡ của nó đây là cái gì một người bên cạnh hàn lập hoảng sợ kêu lên cẩn thận một chút, đây là pháp thuật cao cấp trung giai thiên hỏa thuật, mỗi giọt dung nham kia rơi xuống như một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu ngăn không được sẽ hóa thành cho bụi. Người nói chuyện chính là Hoàng Sư Thúc, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Rất hiển nhiên bọn họ định phục kích người khác nhưng lại bị người khác phục kích lại. Còn không mau chạy, ta không muốn đón đỡ chiêu này. Thêm một người nữa kinh hoàng nói, pháp khí phi hành dưới chân sáng ngời, muốn ngự khí chạy trôi chết. Chậm rồi, pháp thuật của đối phương đã hoàn thành, căn bản chạy không thoát khỏi phạm vi của nó. Bên dưới nghe mệnh lệnh, tất cả mọi người liên hợp tạo thành vòng bảo hộ. Hoàng sư thúc trong mắt hàn quang chợt lóe, không chút nghi ngờ, hung hăng phân phó. Nghe vị sư thúc này nói như thế, những người khác mới giật mình hiểu ra, vội vàng liên thủ, trong một màn lam quang xuất ra một vòng bảo hộ thật lớn. Cơ hồ khi vòng bảo hộ vừa mới hình thành trong tích tắc thì pháp thuật cấp cao trung giai này rút cuộc đã bắt đầu tàn phá, một giọt dung nham trực tiếp rơi xuống, hướng bọn người hàn lập ở phía dưới, nhưng vòng bảo hộ vừa mới hình thành đã ngăn cản lại. Chẳng qua đây chỉ là bắt đầu mà thôi, vô số dung nham như những hạt mưa bắt đầu rơi tiếp xuống, mặc dù đại bộ phận đều không trúng đích nhưng có không ít chạm vào màn hào quang, nhất thời làm lóe lên một mảng ánh sáng lớn gồm hai màu hồng, làm giao nhau. Mà mọi người lúc đầu vẫn nguyên vẹn, nghĩ rằng thừa sức chống trả. Nhưng tốc độ dòng dung nham càng lúc càng nhanh, mật độ càng lúc càng lớn nên linh lực của nhóm người Hàn Lập mất đi nhiều hơn, làm mọi người không bao lâu sau liền nuốt không trôi lam quang của vòng bảo bộ dần dần suy yếu, nhưng may mắn pháp thuật này đến nhanh nhưng đi cũng nhanh, khi vòng bảo hộ lung lay muốn sụp thì thiên hỏa thuật liền kết thúc, những đám mây đỏ trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh vô tung, làm cho mọi người hoàng phong cốc cực kỳ vui mừng. Nhưng sắc mặt bọn họ vừa mới giãn ra một chút liền lập tức ngưng trệ. Bởi vì không biết từ khi nào xung quanh đã vô thanh vô tức xuất hiện gần trăm tu sĩ, nhưng người này lờ mờ đem bọn họ bao vây vào trong, đang dùng ánh mắt diễu cợt nhìn, xem phục sức thì đúng là người của ma đạo lục tông nhóm người hoàng phong có cực kỳ kinh sợ chẳng qua đám người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn không có xuất hiện tu sĩ kết đan kỳ làm cho nhóm hàn lập thở phào nhẹ nhõm mặc dù pháp lực tiêu hao không ít nhưng bên mình còn có một tu sĩ kết đan kỳ nên không cần e ngại đối phương các ngươi như thế nào biết được tung tích của chúng ta phong vân phiên này tuyệt đối có thể giấu giếm thần thức người khác hoàng sư thúc sắc mặt trầm xuống lớn tiếng hỏi những lời này ta có thể nói cho ngươi từ một trời truyền đến một âm thanh kiều mỹ nhưng uể oải khiến cho Hoàng Sư thúc trong lòng dùng mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một nam, một nữ từ trên bầu trời hạ xuống. Nam tóc bạc, lại gầy chỉ có xương bọc ra, phảng phất như có thể bị một trận gió thổi bay. Nữ thì lại xinh đẹp như hoa, eo thon mông nở, nhất cử nhất động hết sức động lòng người. Hàn Lập lướt qua bọn họ, trong lòng liền âm thầm kêu khổ, đồng thời xuất hiện hai gã tu sĩ kết đan kỳ thật sự là rất phiền toái a. À. Không phấn khô lâu. Hoàng Sư Thúc vừa nhìn, đồng tử đột nhiên co lại, cực kỳ trịnh trọng hỏi. Tiếp theo hắn chẳng đợi đối phương trả lời, đột nhiên phất phong vân phiên, nhất thời sương mù màu trắng tiêu tan. Bọn người Hàn Lập cũng hiển lộ ra, đối với vị Sư Thúc này mà nói, hiện tại gặp phải cường địch, tự nhiên cũng bất chấp bọn Sư Điệt như Hàn Lập. Hi hi, không nghĩ vị Đạo Hiếu này cũng nhận ra hai vợ chồng chúng ta. Thật sự không công bằng, người biết lai lịch chúng ta, ngược lại chúng ta lại rất lạ lẫm đối với Đạo Hiếu. Chẳng qua nghe nói Hoàng Phong Cốc có tên ra hỏa lạnh như băng, có kiện pháp bảo gọi là Phong Vân Phiên, rất có ý tứ, chẳng lẽ chính là các hạ sao? Nữ tử xinh đẹp kia cười dài, phảng phất như không phải là địch nhân. Nhưng thấy bộ dáng cười duyên đẹp như hoa kia, thần sắc Hoàng Sư Thúc càng thêm lạnh lùng, không nói lời nào, chừng mắt nhìn đối phương. Thực không thú vị, giết hắn đi, nữ tử thấy hắn bộ dạng như thế, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi ra lệnh. Được, được, sư muội một khi muốn lấy tính mạng hắn thì huynh tự nhiên sẽ ra sức. Bộ xương khô kia cười hắc hắc, âm trầm u ám nói. Trong khi đó trong tai bọn người Hàn Lập vang lên tiếng truyền âm của Hoàng Sư Thúc. Động thủ đi, lập tức phá vây, có thể chạy bao nhiêu thì chạy, thanh âm hắn không có chút cảm tình. chương 349, độn tẩu Nguyên Vũ, theo thanh âm truyền ra, phong vân phiên trong tay Hoàng Sư Thúc phát ra hoàng quang chói mắt rồi đột nhiên biến đổi, nổ tung nhất thời một mảng xương trắng trên lá cờ theo đó mà điên cường tuôn chảy, so với lúc trước nồng đậm hơn, có diện tích lớn hơn. Đào mắt một cái liền đem tất cả mọi người bao phủ bên trong. Muốn chết, bên trong xương mù truyền đến tiếng giống giận dữ của người tên gầy còm như bộ xương khô cùng với tiếng cười đầy yêu mị nhưng giận dữ của nữ tử xinh đẹp kia. Tiếp theo là vài tiếng ầm, ầm thật lớn vang lên từ bên trong xương mù, hiển nhiên là vị hoàng sư thúc đang giao thủ với hai tu sĩ kết đan kỳ kia. Bọn người Hàn Lập tự nhiên không buông tha cơ hội chạy trốn này, cơ hồ ngay khi sương mù xuất hiện thì các tu sĩ của Hoàng Phong Cốc đều vội vàng ngự khí bay đi tứ phía. Hàn Lập ỉ vào tốc độ của thần Phong Chu liền bay lên trên cao. Phương hướng này so với các nơi khác thì tu sĩ ngăn cản đông hơn rất nhiều, chẳng qua tu vi pháp lực so với những nơi khác thì yếu hơn một tí. Hàn Lập cảm thấy từ nơi đây đột phá vòng vây thì thích hợp hơn. Cùng ý tưởng với Hàn Lập cũng không có nhiều lắm, đại bộ phận những tu sĩ đồng môn đều hướng đến những nơi có ít người ngăn cản mà bỏ chạy, khiến cho Hàn Lập lắc đầu không thôi. Trong chớp mắt, Hàn Lập thừa dịp hỗn loạn liền né được mấy người, vọt ra gần ngoài biên của vòng bao vây. Ở đó sương mù đã ảm đạm đi rất nhiều, tu sĩ ma đạo cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh đang nhanh chóng trốn thoát của Hàn Lập. Chẳng qua bởi vì do thanh hỏa chướng nên đập vào mắt bọn kia tự nhiên là một đoàn mây mù màu đỏ rất lớn mà thôi, điều này làm cho tu sĩ ma đạo ngẩn ra nhưng lập tức có ba ngã ở phụ cận đồng thời dương tay lên, một đạo kim quang, ba đạo hoàng quang cùng với một mảng lớn hắc khí hướng đến Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập hư một tiếng, ngón tay điểm một chút ở pháp khí quy sát trước người khiến cho nó lập tức lớn hơn mấy lần, hướng về phía trước nghênh đón. Đồng thời linh lực dưới chân cũng điên cuồng rót vào thần phong chu, làm nó bay nhanh hơn ba phần. Chủ ý của hắn đã định rõ ràng, hiện tại không phải là thời cơ chiến đấu dây dưa, bởi vậy hắn cũng không có tiếc tổn hao pháp lực, tranh thủ từng giây để nhanh chóng thoát thân, nếu không những địch nhân ở xung quanh bay đến thì đã không kịp để chạy thoát rồi. Hơn nữa, hắn đối với quy sát pháp khí còn có một sự tự tin, dù sao thì độ cứng rắn cũng hơn hẳn Bạch Lân Thuận A. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động thì quy sát pháp khí cùng với kim, hoàng quang va chạm với nhau. Quả nhiên liền đem chúng nó ngăn cản lại, nhưng đoàn hắc vụ kia lại cực kỳ thông minh, bỗng nhiên một hóa thành hai, không hề ngạnh kháng với quy sát pháp khí mà ngược lại theo hai bên sườn lướt qua tuy chậm chế một chút nhưng vẫn có thể vò tới hai bên sườn của Hàn Lập, biến thành một cái quỷ đầu lớn đến hai ba trượng, hung hăng đem Hàn Lập và thần phong chu nuốt lấy. Hàn Lập thấy như vậy chẳng những không có kinh ngạc mà ngược lại trong lòng còn cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhấc hai tay lên, hơn trăm hỏa cầu rời tay bay đi. Trong khoảnh khắc liền đem quỷ đầu đó đập nát, hiện tại Hàn Lập đối phó với mấy cái tà công sơ cấp của ma đạo này đã có kinh nghiệm nhiều rồi a à. Thừa cơ hội này, Hàn Lập hô xích một tiếng, thân hình chợt lóe bay qua giữa hình quỷ đầu vẫn chưa hình thành trọn vẹn kia đảo mắt đã thoát ra khỏi vòng vây bỏ mấy tên tu sĩ mà đạo ở lại phía sau những tu sĩ này không đắc thủ tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua liền hô to gọi ngỏ với nhau ngự khí đuổi theo phía sau nhưng hàn lập lại căn bản không có để ý đến cứ một đường ngự khí bay đi đúng như là hàn lập suy đoán thần phong chu chính là một tinh phẩm pháp khí phi hành hiếm gặp ngay khi bắt đầu còn có thể nghe thấy tiếng của những tên kia chửi mắng không thôi nhưng không bao lâu sau âm thanh càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng sau một đoạn thời gian chạy như điên phía sau đã không còn một bóng người nào nữa tuy quay đầu lại thấy như vậy nhưng hàn lập cũng không dám lơi lỏng chút nào phi hành thêm chốc lát mới bắt đầu chậm lại hướng đến bốn phía dò xét một chút sau đó dùng mũi chân điểm lên thần phong chu cấp tốc bay xuống phía dưới tình huống hiện tại của hàn lập cũng không hề tốt chút nào khi tạo thành vòng bảo hộ liên hợp thì pháp lực của hắn tiêu hao non nửa, ngoài ra còn chạy như điên một trận, cần phải nhanh chóng khôi phục pháp lực, nếu không thì sẽ có phiền toái lớn khi gặp cường địch. Hàn lập suy nghĩ như vậy liền cả người hạ xuống bên dưới một ngọn núi hoang. Sau đó đem độc vụ thanh hỏa chướng thu lại, tìm một địa phương bí mật, bên dưới một khối cự thạch lớn khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, hắn liền lấy bên trong túi chữ vật ra một viên linh thạch màu lam, bắt đầu quá trình bổ sung pháp lực. Còn Khúc Hồn thì đứng bên người canh gác cho hắn. Sau khi Hàn Lập ngồi xuống không bao lâu, trên bầu trời liền có một đạo hồng quang vội vàng hốt hoảng xẹt qua, phía sau có năm sáu đạo hắc lục quang truy binh theo sát. Bọn họ một trước một sau cấp tốc bay phía trên Hàn Lập, hiển nhiên lại là đang truy đuổi một gã tu sĩ may mắn phá được vòng vây. Nhưng hết thảy Hàn Lập cũng không có để ý, tất cả tâm thần đã tiến vào cảnh giới hư vô mới có thể khôi phục được pháp lực nhanh hơn một ít. Chẳng biết qua bao lâu sau, hai mắt đang nhắm của Hàn Lập đột nhiên mở ra. Lúc này pháp lực của hắn cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi, hắn cũng không muốn ở thêm chỗ này nữa. Nhìn lên sắc trời, lúc này cũng đã bắt đầu tối rồi, bóng đêm đã cũng bao phủ mọi nơi. Nhưng Hàn Lập cũng không có động thân mà chậm rãi thả thần thức ra, cẩn thận tìm tòi chung quanh một chút. Quả nhiên không có tu sĩ mà đạo ở phụ cận, khẳng định bọn họ sau khi phục kích đã đuổi giết chủ đội kia rồi. Nghĩ vậy, Hàn Lập lắc lắc đầu lấy thực lực của đối phương thì chủ đội sợ rằng lành ít giữ nhiều. Hàn Lập tuy có chút không muốn nhưng vẫn xuất ra thần phong chu, cùng với khúc hồn hướng đến Nguyên Vũ Quốc bay đi. Tuy tu sĩ của Nguyên Vũ Quốc cũng hơn phần nữa chôn vùi tại Việt Quốc nhưng ma đạo lục tông muốn tiêu hóa hết tu tiên giới của Việt Quốc cũng cần mấy tháng, trong thời gian này thì Nguyên Vũ Quốc tạm thời an toàn. Hàn Lập không định đi đến địa điểm tập hợp, rồi đuổi theo chủ đội của Hàn Phong Cốc. Đội ngũ chạy trối chết kia nói không chừng đã bị ma đạo lục tông đuổi giết, hiện tại tìm bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới sao huống hồ trong đầu hắn còn có ý niệm muốn tranh thủ cơ hội này tìm một địa phương khác để tu luyện nữa đi theo tu sĩ hàn phong cốc đào thoát khỏi việt quốc thì vận mạng cũng chỉ là một quản sự cao cấp hàn lập cũng không muốn cả đời phải như vậy nếu không có gì thay đổi thì sau khi ma đạo lục tông thôn tính vài nước cuối cùng sẽ chỉnh đốn lực lượng để quyết chiến với minh đạo khi đó cả thiên nam này cũng không có được nơi nào bình an a à. Điều đó và ý muốn yên ổn tính tu của Hàn Lập căn bản không giống nhau. Hôm nay, trước tiên hắn muốn đến Nguyên Vũ Quốc xem thử cái truyền tống trận kia có hay không có khả năng chữa trị, nhìn lại xem rốt cuộc là như thế nào. Nếu tình huống không xấu thì hắn liền sử dụng truyền tống trận đi đến một địa phương khác, thoát khỏi sự tranh đấu này. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, thần phong chu cũng đã biến thành một đạo bạch quang, biến mất nơi chân trời. Hai ngày sau, Hàn Lập rút cuộc cũng đã xuất hiện trên bầu trời biên giới giữa Việt Quốc và Nguyên Vũ Quốc quay đầu nhìn về dãy núi Việt Quốc ở phía sau, khẽ thở dài một cái, hắn liền mang theo khúc hồn đi vào bên trong Nguyên Vũ Quốc. Hàn Lập không hề biết, nửa ngày sau khi hắn tiến vào trong Nguyên Vũ Quốc, liền có đội ngũ ma đạo hơn vài chục người cũng xuất hiện và đồn trú tại nơi đây. Bọn họ phụ trách giám sát biên giới liên miên mấy trăm dặm này. Về sau nếu có tu sĩ muốn trốn vào Nguyên Vũ Quốc tự nhiên sẽ bị bọn họ nửa đường tiêu diệt. Hàn Lập vừa tiến vào Nguyên Vũ Quốc liền ngự khí bay thẳng đến Kim Mã Thành phi hành liên tục 3-4 ngày sau, rút cuộc đã nhìn thấy dãy núi non ở phía tây của Kim Mã Thành. Từ trên cao cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy chỗ ở của Tề Vân Tiêu, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Hàn lập từ trên thần phong chu nhảy xuống, đảo mắt xung quanh vùng thung lũng, trong lòng không khỏi một trận phát lạnh. Chỉ thấy bảy tám căn thạch ốc giờ đã đông ngã tây nghiêng, thạch ốc cùng với những gian nhà trúc đều đã siêu vẹo, bị hủy hơn phân nửa. Trận pháp phòng hộ nơi này đã bị địch nhân mạnh mẽ phá hỏng đi. Hàn lập nghiêm mặt, lật tay liền xuất hiện một kiện pháp khi sau đó mới hướng một gian phòng đã sụp hơn phân nửa đi đến. Tuy nơi này đã bị như vậy lâu rồi nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến đến gần căn phòng, Hàn lập sau khi điều tra từng gian phòng mới phát hiện trong đó cơ hồ đã bị hủy diệt toàn bộ, tìm được một thi hải đã thối giữa. Hàn lập bịt lấy mũi, cẩn thận phân biệt một hồi lâu, hai hàng lông mày nhíu nhíu lại. Xác chết không không phải là của Tề Vân Tiêu mà là của trưởng quầy của trà lâu một bộ hạ trung thành, trong căn phòng cũng không có phát hiện bất kỳ thi thể khác nào, điều này làm cho Hàn Lập thở phào một hơi. Hàn Lập vừa mới tìm tòi xong, bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng, thân hình lóe lên vài cái, người đã đứng trên thần phong chu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía nam. Chỉ thấy trên dãy núi non phía nam đó bỗng nhiên bay ra hai đạo hào quang màu lam, phi thẳng đến chỗ này. Một lát sau, chúng liền dừng lại cách trước mặt Hàn Lập không xa, tiếp theo quang hoa thu liếm, lộ ra hai người một già một trẻ lão giả tướng mạo bình thường nhưng hai mắt híp lại, có một chùm dâu dê bên dưới, là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt có chút thay đổi. Người còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi, khuôn mặt cũng có thể gọi là anh Tuấn, nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sát khí, hung hăng chừng mắt nhìn hàn lập nhưng tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. chương 350, Tuấn sát, hàn lập thần sắc không đổi nhìn hai người này, cũng không có lên tiếng nói câu nào trong lòng thầm đoán bọn chúng có tám chín phần quan hệ với việc nơi ở của Tề Vân Tiêu bị phá hủy. Quả nhiên, các hạ là ai, cùng với Tề Tiểu Tử kia có quan hệ như thế nào? Hàn Lập nghe xong lời này chỉ lạnh lùng liếc mắt, liền không hề để ý đến mà chuyển hướng nhìn lão giả kia. Rất hiển nhiên, luận theo tu vi thì vị này mới là chủ sự chân chính. Người thành niên thấy Hàn Lập coi rẻ hắn như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, tuy Hàn Lập là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng gia tộc của hắn là một trong những đại gia tộc thanh danh hiển hách tại nguyên vũ quốc hắn có khi nào bị khinh rẻ như vậy huống hồ bởi vì việc của tề vân tiêu mà trong bụng hắn đang tràn đầy lửa giận bởi vậy sau khi cắn răng một cái liền muốn đem pháp khí trên tay xuất ra nhưng ngay khi cánh tay của hắn vừa động thì đã bị lão giả bên cạnh chế trụ lại chậm đã còn không biết lai lịch chính xác của người này muốn động thủ cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi nói sau lão giả thần sắc như thường nói tuy nói thế nhưng hắn vẫn có điểm nghi hoặc nhìn khúc hồn phía sau hàn lập bởi vì hắn không cảm ứng được khí tức sống trên người của khúc hồn nhưng lại có pháp lực dao động, điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu. Hàn lập nghe nói như thế, ánh mắt liền híp lại. Lão giả này cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ như hắn. Nhưng lại nói ra những lời như vậy, hắn hiển nhiên nhìn ra đối phương có một tia cố kỵ, không muốn trêu chọc mình. Địa phương này có phải là do các người hủy? Hàn lập không nhanh không chậm hỏi, đạo hữu cùng với tề vân tiêu kia quan hệ như thế nào? Là người của tề ra sao? lão giả cũng không có trả lời Hàn Lập mà hỏi ngược lại hắn. Hàn Lập nhíu nhíu mày, xem ra đối phương sẽ không có nói ra, chỉ có thể đổi phương pháp hỏi đáp khác. Xem ra chúng ta ai cũng biết không muốn trả lời vấn đề của đối phương, không bằng như vậy, ta trả lời các hạ một câu, các hạ cũng trả lời lại ta một câu. Như thế nào, đỡ lãng phí thời gian của mọi người, lông nghi của Hàn Lập khẽ nhớn lên nói, lão giả ngẩn ra, sau đó liền đảo mắt vài cái, miệng liên tục đáp ứng một khi do tại hạ đề xuất phương pháp này vậy đạo hữu hãy hỏi trước đi hàn lập nhàn nhạt nói các hạ có phải là người của tề gia không lão giả nghe hàn lập nói như vậy cũng không hề khách khí trực tiếp hỏi không phải hàn lập không chút do dự nói nghe hàn lập trả lời kiên quyết như vậy lão giả cùng với thanh niên kia đều dùng mình trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi tề vân tiêu hiện tại đã chết hay còn sống hàn lập ung dung hỏi hắn còn sống lão giả do dự trong chốc lát liền trả lời còn sống hai chữ đó lọt vào tai Hàn Lập mới khiến hắn nhất thời yên tâm hơn. Các hạ cùng với Tề Vân Tiêu có quan hệ gì? Lão giả thận trọng hỏi. Chỉ có quan hệ giao dịch, Hàn Lập lạnh lùng trả lời. Giao dịch? Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, Tề Vân Tiêu hôm nay đang ở nơi nào? Hàn Lập tựa hồ như đang tùy ý hỏi nhưng trên thực thực tế trong lòng lại cực kỳ quan tâm. Ta không thể nói cho ngươi, lão giả không hề suy nghĩ liền lập tức cự tuyệt, ta đây đổi một vấn đề khác các ngươi vì sao lại công kích tề vân tiêu hàn lập không có tức giận lập tức hỏi lại hắn giết người của phó gia chúng ta chẳng lẽ không nên chết hay sao chứ thanh niên đứng một bên cười lạnh trả lời lão giả nhíu mày một chút trên mặt lộ ra vài phần không tán thành nhưng cũng không có mở miệng nói điều gì phó gia hàn lập nghe nói như thế liền lập tức nhớ đến việc cứu tân như âm mà có mấy tu sĩ luyện khí kỳ chết trong tay hắn trong lòng nhất thời sát khí tăng lên như thế sao chẳng qua hai người các ngươi ở đây vạn nhất có nhân vật lợi hại của tề gia đến thì các ngươi làm sao là đối thủ. Hàn lập một chút biểu hiên bên ngoài cũng không có, ngược lại ra vẻ tùy ý hỏi một câu. Tề gia như thế nào lại vì một đệ tử ngoại hệ đi chống lại phó gia chúng ta? Chẳng lẽ nơi đây có hai người chúng ta còn không đủ sao? Thanh niên nghe Hàn Lập hỏi như thế liền có chút ngạo nghễ đáp. Nói như vậy, bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi. Âm thanh của Hàn Lập bỗng nhiên trầm thấp xuống. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? thanh niên kia sắc mặt giận dữ còn muốn nói tiếp nhưng lão giả ở một bên nghe ra có điểm không đúng liền vội vàng ngắt lời. Nhưng đã chậm, chỉ thấy Hàn Lập đột nhiên vung hai tay lên, lưỡng đạo ô quang phá không vỏ đến tên thanh niên, sau đó lại vỗ vào túi chữ vật bên người, nhất thời hơn 10 đạo bạch quang bay ra, đảo mắt liền biến thành 10 con khôi lỗi thú và khôi lỗi binh sĩ. Các con rối này vừa xuất hiện liền lập tức đồng loạt điên cuồng bắn ra cột sáng tấn công đối phương. Lão giả thấy như vậy, trong lòng hoảng sợ liền không hề suy nghĩ, thân hình chợt lóe đã thấy xuất hiện trước người thanh niên kia. Tiếp theo dương tay lên, một pháp bảo hình đồng tiền bay ra, đảo mắt phình to ra như mặt bàn, đem chắn trước mặt hai người. Nhất thời các sắc hào quang va chạm vào mặt trước đồng tiền kia, phát ra một chuỗi âm thanh bạo liệt, đem cả người và pháp khí của lão giả liên tục đẩy lui về phía sau, làm hắn kinh sợ không thôi. Ngay lúc này, người thanh niên ở phía sau hét lên một tiếng thảm thiết, điều này làm cho hắn trong lòng run run, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng đầu vừa quay mới được một nửa liền cảm thấy trên cổ có một trận mắt lạnh, sau đó trước mắt tối sầm lại, chẳng hề hay biết gì nữa. Thân thể không đầu của lão giả vừa rơi xuống thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh hàn lập từ trong không khí. Chỉ thấy trên ngón vô danh của hắn lờ mờ có lưu quang chấp động, đúng là pháp khí ti tuyến trong suốt kia. Vừa rồi, hàn lập lợi dụng ô long đoạt cùng với đám khôi lỗi tấn công để hấp dẫn sự chú ý của lão giả. Còn mình thì sử dụng La Yên bộ cùng với thần phong chu sau mấy lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng, đến phía sau bọn họ, sau đó dùng ti tuyến nhẹ nhàng cắt lấy đầu hai người. Mà hết thảy đối với Hàn Lập mà nói rất dễ dàng, quả thực không tốn một chút lực nào cả. Nói đến cũng thật buồn cười, trong tranh đấu của tu sĩ trúc cơ kỳ, bởi vì vòng bảo hộ thuộc tính ngũ hành cấp thấp căn bản không thể ngăn cản được công kích của đỉnh giai pháp khí. Mà vòng bảo hộ cao cấp thì lại rất tốn thời gian để thi triển mà căn bản lại không mua được phù lục kích phát trong nháy mắt. Cho nên trong khi chiến đấu thì phần lớn mọi người đều dùng phòng ngự pháp khí hộ thân, ngược lại rất ít khi dùng hào quang bảo hộ toàn thân, bởi vì bọn họ nghĩ rằng như vậy thực sự vô dụng. Tuy nhiên điều này lại cấp cho Hàn Lập không ít cơ hội ra tay. Lúc trước tại biên giới ẩu đả với tu sĩ ma đạo thì có hơn phân nữa bị giết chết không minh bạch như vậy. Suy nghĩ thì thấy thủ pháp này cùng với thủ pháp giết của người tứ đại huyết thị hắc sát giáo tương tự nhau, đồng dạng cũng là dùng cách xét đánh không kịp bưng tai, tranh thủ hiệu quả một kích tất sát. Chỉ tiếc là thủ đoạn này cũng chỉ có thể sử dụng khi địch nhân ở trên mặt đất, nếu không trong các tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn cơ hồ không cần e ngại một ai. Hàn lập ngẫm nghĩ, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hắn đi vài bước đến bên thi thể không đầu kia, lấy hai túi chữ vật bên người ra, dùng thần thức tra xét chốc lát, trong lòng có chút thất vọng. Tuy có hai ba kiện đỉnh giai pháp khí nhưng chỉ thuộc lại rất phổ thông mà thôi đối với hàn lập mà nói thì không có tác dụng lớn lắm chẳng qua pháp khí hình đồng tiền kia thì quả thật là một pháp khí phòng ngự hiếm thấy a à. hàn lập nghĩ như vậy liền đem nó khôi phục nguyên dạng với một cái khiến cho nó từ trên mặt đất bay vào trong tay hắn hàn lập có chút vui mừng hơn thường một chút sau đó tiện tay phát ra hai cái hỏa cầu nhỏ đem hai thi thể biến thành cho bụi sau đó hắn liền mang theo khúc hồn bay quanh bầu trời một vòng rồi mới rời đi lần này hắn bay thẳng đến ngọn núi nhỏ nơi ở của tân như âm hắn hy vọng chỗ ở bí ẩn của nữ tử này sẽ không bị hạ độc thủ như vậy sau hai ba canh giờ hàn lập cũng đã bay đến tiểu sơn vô danh đó vừa nhìn thấy trên núi vẫn còn sương mù như trước đầy đủ không có tổn hao gì hàn lập không khỏi mừng rỡ trong lòng ngẫm nghĩ chốc lát hắn không dám mạo muội hạ xuống mà dừng lại ở trên không trung giữa sườn núi sau đó từ trong áo lấy ra một cái truyền âm phù nhẹ giọng nói mấy câu liền phóng xuống truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang ở bên dưới lóe lên vài cái liền biến mất không thấy. Nhưng đồng thời một cổ sương mù rất lớn bay lên, Đào Mắt liền đem thân ảnh Hàn Lập bao phủ vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía xung quanh đều là những cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng, hắn giống như là một con kiến ở bên trong rừng rậm, không khỏi trong lòng cả kinh nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích. Hắn biết, Tân Như Âm nhận được truyền âm phù nên rất nhanh sẽ cho mình tiến vào. Quả nhiên một lúc sau, đại thụ ở bốn phía liền như ảo ảnh. Biến trở thành lại đám sương mù, tiếp theo sương mù ở trước mặt quay cuồng một trận, lộ ra một thông đạo cao khoảng một trường Hàn lập không chút do dự, thúc dục thần phong chu cùng khúc hồn đi vào. Thông đạo này cực kỳ dài, Hàn lập bay đến sáu bảy trượng mới lờ mờ nhìn thấy lối ra, tinh thần không khỏi rung lên. Khi hắn cách lối ra khoảng sáu bảy trượng thì đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn của nữ tử. Hàn tiền bối, người ở phía sau có lai lịch ra sao? Người không nên mang người lạ tiến vào đây chương 351, Tề Vân Tiêu Chi Tử. Hàn Lập nghe xong lời ấy, cười khẽ một tiếng, lập tức giải thích. Tân cô nương hiểu lầm rồi, người phía sau ta thực sự không phải là người sống mà là một thi thể được tại hạ luyện chế mà thôi, cô nương dùng thần thức tra qua sẽ rõ. Hàn Lập sau khi nói ra lời này, tự giác ngừng đi tới, đợi tân như âm kiểm tra thân phận của khúc hồn. Quả nhiên một lát sau thanh âm của nàng lại vang lên. Là như âm hiểu lầm, mời hàn tiền bối vào. Trong thanh âm của nàng có chút xin lỗi, nhưng Hàn Lập vẫn mỉm cười, không thèm để ý, điều khiển thần phong chu bay ra khỏi thông đạo. Vừa lúc đó trước mắt hắn sáng ngời, xuất hiện một quần thể nhà bằng trúc mà trước đó hắn đã từng đến một lần. Phía trước trúc ốc có hai nữ tử mảnh khảnh đang đứng, đúng là tân như âm cùng nha hoàn xinh đẹp. Nhưng hai người trên thân đều mặc áo trắng, ngoài ra phục sức của tân như âm còn như thiếu phụ, điều này làm cho Hàn Lập ngây ngẩn cả ra. Quả phụ tân thị ra mắt Hàn tiền bối nàng thấy hắn xuất hiện, liền nhẹ nhàng tiến lên thi lễ, nhưng vẻ mặt ốm yếu tiểu tụy, làm hàn lập thấy vậy thầm sinh hồ nghi. Tân cô nương không cần đa lễ, hắn một bụng đầy nghi vấn, khách khí nói vài câu. Lúc này tiểu nha hoàn ở phía sau cũng tiến lên thi lễ với hắn. Hàn lập không có tâm tư nữa, gật gật đầu, hiển nhiên tân như âm không muốn nói chuyện với hắn ở đây. Nàng cố cười, dẫn hắn tiến đến một gian trúc ốc to lớn.